mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Phó tỉnh trưởng Phan Rang là Đức Vĩnh đồng ý giao nộp toàn bộ giấy tờ của chính quyền ngụy cho quân cách mạng mà không có bất kỳ sự chống cự nào. Tiểu đoàn trưởng Viết Thiều có trách nhiệm báo cáo tất cả lên tư lệnh mặt trận Vũ Hùng Mặc dù tuyến phòng thủ Phan Rang Phan Thiết bị chọc thủng, nhưng điều khiến tư lệnh mặt trận Vũ Hùng băn khoăn là tất cả đang bị khựng lại trước cửa ngõ Xuân Lộc do tướng Lê Minh Đảo đang quyết tử thủ. Làm thế nào bẻ gãy tuyến phòng thủ này không đơn giản. Tuy nhiên, với hơn 10 ngày chiến đấu ác liệt cam go cuối cùng phòng tuyến Xuân Lộc bị quân đoàn thép của Vũ Hùng cùng các đơn vị phối hợp khác phá vỡ, mở toang cánh cửa để quân ta tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn. Trong cơn hoảng loạn vì đội quân Mỹ Ngụy tháo chạy, cuối cùng thì Lữ và mẹ là bà Đức Vĩnh cũng leo lên được một chiếc máy bay do Lữ bố trí để bay ra biển di tản, bỏ mặc ông Đức Vĩnh lúc này không biết sống chết ra sao. Kế đó, phân đội xe tăng của Đức Trung được lệnh tiến thẳng vào đánh chiếm Sài Gòn, và Đức Trung được chứng kiến giây phút lịch sử khi chiếc xe lao qua cổng dinh độc lập, đưa chính ủy lữ đoàn vào tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ, Giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết cuồng phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn cùng nghe. Đức Trung phụ giúp chính ủy giấy bút để chính ủy thảo hộ Tổng thống lời tuyên bố đầu hàng trước quốc dân đồng bào. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trầm Tư, ông cầm bút. Lịch sử không cho phép ông một phần mười xây lưỡng lự những ngón tay to lớn của một đại tướng tổng thống cầm cây bút nhỏ bé lọt thỏm những dòng chữ tên ông ngoằn ngoèo hiện lên ngoằn ngoèo như đường đi của chiến tranh thời cuộc khói lửa ông chấm dấu chấm tròn bên chữ ký dấu chấm hết của chế độ đệ nhị cộng hòa chấm hết một quốc gia với lá cờ vàng ba sọc đỏ đoàn chiến binh dầm dập đưa tổng thống đến đài phát thanh sài gòn để tuyên đọc lời đầu hàng và ra lệnh cho quân đội trên toàn lãnh thổ hạ vũ khí không được chống lại quân giải phóng khi tiếng loa phát thanh vang dội cất lên tuyên bố miền nam giải phóng cả sài gòn rơi lệ nhiều đơn vị quân đội cộng hòa ở miền tây vẫn còn sức chiến đấu lời tuyên bố đầu hàng hạ lệnh cho toàn quân đội hạ vũ khí của tổng thống là nước dập tắt nốt tất cả những tàn lửa cuối cùng đất trời phương nam tạnh cơn cuồng phong đạn lửa từ đây đức trung trở lại khuôn viên dinh độc lập đứng trò chuyện với một người phóng viên phương tây đang tác nghiệp ông có mặt ở đây ngay từ lúc xe tăng tiến vào ông thật dũng cảm các phóng viên quốc tế khác đang dúng rụm trong hotel caravan, không ai dám ló mặt ra đường. Riêng ông sách máy ảnh một mình đi bộ trên đường phố vắng đến sợ người từ hotel caravan đến dinh độc lập để đợi xe tăng cách mạng tiến vào giải phóng. Tiếng Anh của Trung ngắc ngứ. Hồi bé bố hàm dạy anh. Ông phóng viên người Tây Đức chụp ảnh hàm trong bối cảnh thời khắc đặc biệt và cho anh ca visit nhà tôi ở bờ tây bức tường thành ngăn chia Berlin. Người phóng viên nói, lịch sử luôn có sự trùng lập. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1945, tôi là đứa bé con đã nhìn thấy xe tăng hồng quân Liên Xô tiến về nhà Quốc hội Đức Quốc xã. Hôm nay 30 tháng 4, ngày mai mùng 1 tháng 5, cũng lại tháng 5, cách nhau có một tuần. Sau 30 năm, tôi lại được chứng kiến xe tăng Bắc Việt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Tháng 5, 1945, Berlin tan nát. Nhưng tháng 5, 1975, Sài Gòn nguyên vẹn. Cuộc kháng chiến của các anh là cuộc kháng chiến thần thánh, đối chọi lại với cường quốc số một thế giới là Hoa Kỳ. Tôi chỉ biết tỏ lời ngưỡng mộ của chúng tôi với các anh. Đức Trung cảm ơn người phóng viên bắt chặt tay ông khi anh quay xa thì là lúc đoàn xe của bộ chỉ huy quân đoàn vừa tới quân đoàn đã triển khai nhiều mũi vòng xuống vũng tàu vòng xuống miền tây mũi tiến vào sài gòn chỉ là một mũi trung tướng tư lệnh quân đoàn vũ hùng chỉ huy triển khai bao quát toàn mặt trận và ông ưu tiên cướp lấy thời gian để theo gót mũi tiến công vào sài gòn tốc độ của nó như tên lửa đoàn xe bộ chỉ huy của ông đuổi không kịp 15 phút sau, khi Tổng thống Ngụy tuyên bố đầu hàng, xe ông mới trồm đến bậc thềm sinh độc lập. Chính ủy lữ đoàn, người vừa hoàn thành nhiệm vụ lịch sử bước tới sơ cao tay trên vành mũ. Báo cáo trung tướng, nhiệm vụ đã hoàn thành, miền Nam đã giải phóng, chế độ Mỹ Ngụy đã sụp đổ tan tành. Trung tướng Vũ Hùng cười vang, mắt ông ướt lệ nhìn ngọn cờ giải phóng đang vớt phới bay trên nóc sinh độc lập ngày tháng năm vũ hùng đóng đại bản doanh trong bộ tổng tham mưu ông cho liên lạc tìm trung và viết thiều Vân đội thiết giáp của trung vẫn đóng quanh dinh độc lập tiểu đoàn của viết thiều cũng đóng trong một doanh trại gần bộ tổng tham mưu ngày chủ nhật ba chú cháu quyết định đóng vai dân thường đi chơi sài gòn tiếng thế từ hôm ba mươi tháng 4 tiến vào sài gòn đến giờ ba người chỉ quanh quẩn trong doanh trại chưa xa đến đường phố dịp may là có đỗ thanh có chiếc xe du lịch mazda trắng sẽ đưa ba người đi chơi khắp sài gòn thanh là anh ruột của một sĩ quan trong bộ tham mưu của vũ hùng vốn là một nhà báo kỳ cựu của sài gòn vợ có tiệm hàng vải gần chợ an đông thanh hoạt động trên mặt trận trí vận đồng thời cộng tác với tình báo của ta cung cấp nhiều thông tin quan trọng Thanh thành người nhà của Bộ Tham mưu Quân đoàn ngay từ hôm 30 tháng 4 giúp nhiều công việc cho Vũ Hùng. Hôm nay rảnh rỗi, Thanh đưa ba chú cháu Hùng thâm nhập đời thường của Sài Gòn. Xoay đi một vòng đầu tiên đến cảng nhà rồng, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống làm phụ bếp tàu Đô Đốc Latour Treville để bắt đầu hành trình cứu nước. Sau đó sai đi dòng dòng để ba người ngắm phố. Sài Gòn đã đông đúc nhộn nhịp trở lại. Các tiệm vàng mở cửa, đồ điện từ radio, cassette, TV, tủ lạnh, xe máy Honda tràn ngập. Những thứ này thời điểm đó ở Hà Nội không có, còn Sài Gòn thì đã có. Ba người lính giải phóng trong đó có một trung tướng không khỏi chăm chú ngắm nghĩa. Mỹ đã đổ của vào đây tạo nên một bộ mặt đô thị phồn vinh. Đỗ Thanh trong vai hướng dẫn viên du lịch thuyết minh nhưng đại bộ phận nhân dân miền Nam vẫn sống trong mức nghèo khổ. Thanh luôn luôn giữ lập trường. Trước đây, Sài Gòn tràn ngập các cố vấn quân sự dân sự Mỹ, nhà hàng vũ trường rực rỡ tấp nập, Sài Gòn sống hiện sinh thác loạn, một bộ phận thanh niên đồi trị, theo lối sống phương Tây hiện đại. Thanh tiếp Gái điếm mặc áo hở xuống hở nách nhờn như ngoài đường. Dù đã trộm cướp xã hội đen phá hoại nếp sống yên bình, đằng sau bộ mặt phồn hoa là một cơ thể hoại thư, mục dưỡng. Xe chờ vòng lại sinh ra long, thanh kể chuyện. Ngô Đình Diệm hồi làm tổng thống đắng ở đây, ông ta được Mỹ đưa lên nhưng sau đấy ông lại là vật cản. Mỹ không được tự do so hành động ở miền Nam nên Mỹ đã bật đèn xanh cho dàn tướng trẻ làm đảo chính. Dàn tướng trẻ răm rắp theo Mỹ, Mỹ đổ quân ồ ạt à vào miền Nam tưởng là nuốt gọn được, ai ngờ bị đánh cho tà tơi. Mỹ mới ngã ngừa người xa là đã nhầm. Lính Mỹ chết nhiều, dân Mỹ phản đối, Tổng thống Mỹ và tầng lớp thượng lưu cai trị nước Mỹ phải nghĩ đến chuyện rút lui trong danh dự bằng chính sách Việt Nam hóa. Nghĩa là Mỹ cho tiền của vũ khí nhưng người Mỹ không trực tiếp tham gia nữa. Kissinger đến Sài Gòn đầu năm 1965 để nghiên cứu, Lúc đó ông chỉ là giáo sư đại học Harvard chưa có chức vụ cao. Thiệu kỳ đón lạnh nhạt. Trở về Kissinger đưa ra kết luận. Miền Nam không thể tồn tại được. Lần thứ hai năm 1966, Kissinger đến Sài Gòn và ra một kết luận thứ hai. Các tướng trẻ chưa đủ khả năng lãnh đạo miền Nam trong chiến tranh. Hai kết luận thể hiện sự thua trận tất yếu của chế độ Sài Gòn đã có ngay từ lúc ấy. Ý chí rút lui của Mỹ thể hiện trong việc Kissinger đã nhờ ông Raymond, người quen biết với cụ Hồ Chí Minh từ hồi hội nghị Fontainebleau năm 1946, đến Hà Nội năm 1967 để đánh tiếng cho sự đàm phán, và vì thế mới có hội nghị Paris. Thiệu kiên quyết không chịu ký hội nghị Paris. Kissinger đến sinh đập lập dọa. Mỹ có thể ký hiệp định riêng với Hà Nội mà không cần Sài Gòn. Thiệu đã giản dỗi, nếu Mỹ không còn tiếp tục chiến đấu ở đây thì chúng tôi chiến đấu một mình cho đến khi hết phương tiện rồi chúng tôi chết. Ngày 16 tháng 1 năm 1973, Đại tướng Hai, đặc phái viên của Tổng thống Nixon đến Sài Gòn, trao thư của Nixon cho Thiệu. Tôi đã quyết định dứt khoát ký tắt hiệp định vào ngày 23 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Nếu cần tôi sẽ làm đúng như trên một mình trong trường hợp đó tôi phải giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình kết quả sẽ là sự chấm dứt không tránh khỏi lập tức viện trợ kinh tế và quân sự của hoa kỳ và một sự thay đổi sắp xếp trong nhân sự trong chính phủ của ông nghĩa là quan thầy mỹ đã ra tối hậu thư gạt bỏ thiệu nếu cần thiệu làm sao còn dám chống đối ai cũng biết trong chính trị không có đồng minh vĩnh cửu kẻ thù vĩnh cửu Mỹ đưa diệm lên, rồi Mỹ lại gạt diệm. Mỹ đưa thiệu lên rồi lại bỏ thiệu thua trắng tay vào năm 1975. Các chính khách Sài Gòn chỉ là con cờ trong bàn tay người chơi cờ làm Mỹ. Một tướng trẻ từng làm Thủ tướng Sài Gòn cay đắng thú nhận trong hồi ký. Một lần dàn tướng trẻ vô sừng sẹo vây bắt các chính khách đối lập trong Thượng Hội đồng. Đại sứ Taylor Lo đã gọi cả bọn đến mắng mỏ và ông ta nhìn họ như là những học sinh lang thang bị bắt gặp đang hái trộm quà trong một vườn cây ăn trái. Mỹ quyết phủi tay rút ra khỏi cuộc chiến tranh vì dân Mỹ, những người bỏ phiếu tổng thống không thể chịu được một cuộc chiến tranh dã man này. Bọn vị Sài Gòn phải hiểu điều đó mà tự lo lấy thân, nhưng chúng cứ níu kéo van này khôi hài nhất là khi quân giải phóng đã tiến đến Phan Rang trong giờ phút nguy cấp. Nước sắp ngập đến cổ. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, phái viên của Thiệu còn bay sang Washington để lá thư vay tiền vì tự do của Thiệu lên Tổng thống Mỹ. Thư xin vay dài hạn lần cuối cùng với số tiền là 3 tỷ Mỹ Kim sẽ hoàn trả trong 10 năm với mức lãi suất do Quốc hội Mỹ quyết định. Thư với lời lẽ hạ mình đây là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh gửi đến nhân dân Mỹ. Quốc hội Hoa Kỳ đã không cho vay dù trong thư thiệu xin đem cả tài nguyên đất nước như dầu lửa nông nghiệp ra thế chấp. Kissinger tuyên bố sáo hoành tàn nhẫn. Việc bàn luận về Việt Nam đã chấm dứt. Tuyệt vọng cùng đường, mấy ngày sau đó thiệu đành phải từ trước và lên truyền hình trách móc quan thầy Mỹ bằng cách ví von đầy hình ảnh các ông đã tìm đường rút lui trong danh sự. Hiện nay khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí đạn dược, máy bay trực thăng, máy bay B-52, các ông đòi hỏi chúng tôi làm một điều không thể làm được giống như dùng đá lấp biển. Giống như các ông đưa tôi chỉ có 3 đô la mà thúc giục chúng tôi đi bằng máy bay ghế hạng nhất mướn phòng 300 đô la một ngày ở khách sạn, ăn 3 hay 4 miếng bí tết và uống 7-8 ly rượu Tây đấy là điều kỳ quặc không bao giờ làm được hùng trung thiều cùng bật cười trước khẩu hiệu vỉ hè của tổng thống đỗ thanh kể chuyện thật có duyên anh nhớ vanh vách và đọc nguyên văn các văn kiện tư duy báo chí sắc bén kho kiến thức chính trị xã hội khổng lồ của anh thật đáng khâm phục trước mắt đa qua cửa tòa đại sứ Mỹ, tòa nhà vẫn ngổn ngang dù đã có quân giải phóng đứng canh và đang dọn dẹp những đồ đạc vứt lại trong cuộc tháo chạy bằng trực thăng trên nóc sinh sứ quán. Thủ trưởng Vũ Hùng chắc không lạ gì chuyện quân mình tổng tiến công Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968, Đỗ Thanh nói. Nhưng thủ trưởng là chỉ huy, biết những việc ở cấp độ vĩ mô, còn tôi là kính giả Sài Gòn, lặn lội thực tế tận mắt chứng kiến sự quyết tử của quân ta. Thí dụ như trận đánh sứ quán Mỹ lúc gần 2 giờ sáng, ta vẻn vẹn chỉ có 17 chiến sĩ biệt động, di chuyển bằng xe du lịch từ phía đường Phan Thanh Giảng, quẹo đường Thống Nhất, áp sát mục tiêu, diệt lính canh đánh sập tường lọt vào chiếm tầng trệt rồi đánh lên tầng 1 tầng 2. Lính Mỹ trong sứ quán bị bắt làm tù binh, may mà đại sứ Berker hôm ấy không có ở đấy, nếu không đã bị diệt lính Mỹ từ các căn cứ kéo về vây quanh sứ quán, trực thăng đổ quân nóc sứ quán, cuộc chiến đấu không cân sức. Nhưng cũng phải đến 6 giờ sau, khi trời sáng tỏ, 17 chiến sĩ ta bắn đến viên đạn cuối cùng mới chịu hy sinh hết, trừ một người bị thương nặng và bị bắt. Đúng là một trận càn từ điển hình, quyết tử, cầm chắc cái chết, nhưng đã dám thực hiện. Mậu thân Sài Gòn có 9 mục tiêu tiến công, Vũ Hùng hào hứng ôn lại các sự kiện mà chính ông có tham gia chỉ đạo. Dinh độc lập, Toàn đại sứ Mỹ, đài phát thanh, bộ tổng tham mưu sân bay Tân Sơn Nhất, tổng nha cảnh sát, biệt khu thủ đô, bộ tư lệnh hải quân và khám chí hòa. Đội biệt động đánh dinh độc lập có 15 người thì 8 chiến sĩ hy sinh, 7 người còn lại bị bắt ở đường Gia Long. Đội đánh vào bộ tổng tham mưu, địch phải dùng nhiều tiểu đoàn có thiết giáp trực thăng yểm trợ hỏa lực để phản công giành lại. Ở Huế trong tổng tiến công mậu thân ta giữ được một tháng, ở Sài Gòn ta giữ được không lâu, nhưng do đánh đúng vào trung ương thần kinh của địch nên rung động cả nước Mỹ, làm thức tỉnh nhân dân Mỹ, làm nhụt trí tiến công xâm lược của Mỹ. Điều kỳ lạ là khi ấy, quân Mỹ và quân ngụy đóng dày đoạc quanh Sài Gòn. Ba tuyến vành đai ngăn chặn, hàng chục vạn quân chính quy bảo an dân vệ cảnh sát. Làm thế nào mà lại để Việt Cộng thâm nhập được vào nội đô bí mật đến phút cuối cùng để tầm kiến công? tầm tiến công 68 chính là mũi sao thọc vào tim địch. Đánh quỵ Mỹ về mặt tinh thần khiến chúng phải thoái lui. Ta có thể hy sinh mất mát lớn, nhưng chiến tranh cần có sự quyết tử. Quyết tử ở Liên Khu 1 Hà Nội năm 1946, và bây giờ là quyết tử Mậu Thân 68. Đây là một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh của con người. Lịch sử có từng chương, chương Mậu Thân 68, để rồi đến chương tháng 5 năm 1975 hôm nay. Vũ Hùng nhớ lại những ngày ấy, đại bản doanh của ông đóng trong một khu rừng cách Sài Gòn không xa. Ý đồ tầm tiến công đồng loạt các thành thị miền Nam hình thành từ trước đó rất lâu, không đặt ra mục đích lật nhào chế độ Mỹ Ngụy, đuổi được chúng ra biển đâm như năm 75 bây giờ. Nhưng phải chứng minh được sức mạnh của quân giải phóng là như thế nào và sự điểm trước tiếng chuông về ngày báo chung tất yếu của chúng tinh thần của các đội biệt động là quyết tử, một cuộc thánh chiến tử vì đạo. Đạo ở đây là lý tưởng giải phóng đất nước. Ở Huế sau khi họp thống nhất giờ tiến công có người băn khoăn, đánh vào nội thành rồi nhưng sau đấy làm sao rút ra. Địch bố phòng dày đặc như thế cơ mà. Đồng chí chỉ huy đã dùng hình ảnh dân san. Còn cháy bò trên đầu mình mà mình đưa tay lên đâu đã dễ bắt được nó. Vậy ta cứ đánh rồi sẽ tự biết cách tìm đường rút ra quyết tử là như thế đấy. Vũ Hùng tham gia bộ chỉ huy phụ trách mặt trận Sài Gòn và các tỉnh phụ cận, lực lượng biệt động Sài Gòn, những chiến sĩ đặc công đội đô đóng vai trò lớn. Quân lính giải phóng xâm nhập nội thành bằng căn cước dài trong vai dân thường. Vũ khí đạn dược được tập kết ngụy trang từ trước đó trong các chuyến xa vào Sài Gòn. Các cơ sở bí mật của ta đào hầm tàng trữ hôm nay vào Sài Gòn, làm hùng không khỏi bồi hồi nhớ lại những năm tháng kỳ diệu ấy. Các anh đã ngã xuống máu thấm đường phố Sài Gòn. Những đường phố thiêng có hồn các anh đã đón bước chân những người lính hôm nay tiến về giải phóng. Chiếc Mazda chạy về tân sân nhất. Vũ Hùng muốn nhìn thấy quang cảnh sân bay những ngày này. Tất cả vẫn tan hoang, máy bay cháy đen thui ngổn ngang, các hố đại bác sâu hoắm trong lòng đất, ngày 29 tháng 4 năm 1975, chính phủ Hùng đã phát lệnh cho trận địa pháo hạng nặng 130mm đặt ở Nhân Trạch bắn 300 trái đạn vào căn cứ không quân này. Đạn phá sập nhà chứa máy bay phá hủy một nửa số máy bay. Kho nhiên liệu phát hỏa, khói đen quận dầu bốc lên dày đặc, tỏa thành đám mây khổng lồ. Các máy bay nổ tung sữa ánh lửa màu sa cam chính cuộc pháo kích này đã phá hỏng kế hoạch di tản người mỹ bằng đường không một cách đàng hoàng ở sân bay tân sơn nhất của đại sứ martin khá khen thay cho sự dũng cảm của martin ngay khi pháo ngớt ông ta đã đi ô tô cắm cờ mỹ thân hành đến đây quan sát thực địa ngao ngán lắc đầu và chuyển kế hoạch thành di tản bằng trực thăng trên nóc tòa đại sứ Martin và những người Mỹ cuối cùng đã ra đi bằng chiếc CH-53 ra biển, đậu xuống tàu sân bay Midway rồi chuyển sang tàu chỉ huy Blue Rise. Cả con chó sù của Martin cũng được đem theo chạy nhổn nhơ trên bong. Lúc nhúc ở đây nhiều tướng lãnh cao cấp, lãnh đạo cuộc chiến, được phát thuốc an thần để lặng lẽ về các buồng nhỏ trên tàu, đóng vai nhân chứng lịch sử thua chạy trong giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh các tướng lĩnh này thật thua xa tổng tham mưu trường Cao Văn Viên. Viên khôn hơn. Trước đó hai ngày, tức là ngày 27 tháng 4, tổng tham mưu trường đã làm đơn xin tổng thống Trần Văn Hương, người thay thiệu, ký lệnh cho mình nghỉ dài hạn không ăn lương. Bản giao quyền cho cấp phó, viên ra máy bay của cơ quan tùy viên quân sự tòa đại sứ Mỹ bay sang Bangkok, rồi mặc sơ viên dân sự mua một vé máy bay, bay qua Hoa Kỳ chạy trốn như thế mới thật đàng hoàng, chứ đâu phải leo lên trực thăng cuốn cuồng ra tàu chiến như các đồng nghiệp của mình. Cao văn viên suốt 9 năm làm tham mưu trường quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ ngồi lì bàn giấy chỉ huy. Hết giờ về nhà lên các thượng ngồi thiền hoặc trong đèn hoàn tất chương trình cao học văn chương Pháp. Vậy mà viên cứ là đại tướng chỉ huy cả triệu quân Sài Gòn. Thiệu lợi dụng sự trung thành của viên, sợ cử tướng khác thay viên quá sắc xào sẽ đào chính lật đổ thiệu. 11 giờ trưa ngày 29 tháng 4 là một quang cảnh ngoạn mục, Đỗ Thanh nói. Hôm đó tôi chụp được nhiều bức ảnh tuyệt vời để làm tư liệu sau này trên trời máy bay Mỹ quần đảo như ruồi, 36 chiếc trực thăng từ tàu Han Quốc động ngoài khơi và 45 chiếc từ căn cứ Takli của Thái Lan, tổng cộng là 81 chiếc gầm túi trên bầu trời Sài Gòn. Chúng có nhiệm vụ bốc gần 1.500 người Mỹ và 6.000 người Việt chạy trốn. Lịch sử Sài Gòn chưa bao giờ có cảnh hỗn loạn như thế. Nắc toàn đại sứ Mỹ với cảnh người leo thang dây như từng chùm sung lên máy bay đúng là một biểu tượng nhục nhã trong lịch sử chiến tranh xâm lược Việt Nam của người Mỹ. Tham quan các di tích chiến trận xong, Đỗ Thanh đưa Hồng Thiều Trung vào nhà hàng Royal, trung tâm Sài Gòn. Nhà hàng mới mở cửa trở lại. Lại vẫn nguyên si cảnh quang lộng lẫy xa khoa của thời các cố vấn Mỹ và các công tử Sài Gòn vào đấy hưởng lạc. Ánh đèn màu nhấp nhánh, các tiếp viên mặc váy hở đùi trắng buốt, bưng ly rượu Marten vàng óng, tiếng nhạc vàng đắm đuối. Thuốc thực Hùng Thiều Trung thấy là lạ. Đây là lần đầu tiên họ biết quang cảnh một khách sạn quốc tế năm sao. Họ chỉ quen các quán ăn mậu dịch ngoài Hà Nội với cảnh người xếp hàng mua cơm theo tem phiếu, mỗi suất một phần gạo, hai phần mì sợi. Vẫn chưa có gì thay đổi nhỉ? Thiều hỏi bâng quơ, thay đổi gì cơ đỗ thanh hỏi lại cách mạng rồi mà sao lại thế kia trung hất hàm chỉ các cô tiếp viên đùi trắng thì có những cái mình phải theo văn minh quốc tế chứ vũ hùng nói không ngờ ông tướng quân lệnh như sơn lại cởi mở hơn hai anh lính tiếng nhạt vàng dìu dạt quả làm thư giãn thần kinh ba người lính gần mười năm chỉ biết âm nhạc của súng đạn cũng thấy dễ chịu thật hùng câm nhận bốn người nhấp ly rượu Marten. Ngon, khác rượu gạo nếp quê bắc của mình nhiều. Thức ăn ngồn ngộn bưng xa, cá hồi sống, thịt bò bí tết, đùi lợn sâm khói pho mát. Ông chủ cửa hàng bước ra xoa tay trịnh trọng. Tôi là bạn lâu năm của ông Đỗ Thanh. Hôm nay nhà hàng hân hạnh được tiếp quý anh giải phóng. Được Đỗ Thanh báo trước, hôm nay tôi xin trịnh trọng chiêu đãi các quý anh. Gọi là tò chút tình của dân Sài Gòn với các chiến hữu giải phóng. Vũ Hùng nâng ly cám ơn, mấy cô tiếp viên hở ngực đứng hầu. Tiệc xong Đỗ Thanh ké tai nhỏ từng người. Sau đây, mời ba anh vào phòng riêng tắm hơi để cho ba em tiếp viên xinh đẹp mát xa xoa bóp. Hùng lắc đầu. Không được, tôi không được phép đâu, và cả hai cậu này cũng không được phép. Thưa, đây là chuyện thường mà, mát xa là khoa học để thư giãn. Ba cô tiếp viên chút váy để hở ba thân hình ngồn ngộn nõn nà chuẩn bị thao tác nghiệp vụ. Vũ Hùng kiên quyết quay ra, Thiều vào Trung vừa ngoái cổ nhìn ba cô gái gần như trần chuồng vừa bước theo thủ trưởng. Vừa mới vào giải phóng đang làm nhiệm vụ quân khoản mà làm việc ấy thì mất đầu đó, Hùng bảo. Cách mạng thánh thiệt thật đấy, Đỗ Thanh nói đúng là các nhà tu trả trách từ hôm ấy đến nay các cô gái Sài Gòn đều nhất loạt khẳng định bộ đội giải phóng hiền như đất không dám cả liếc gái. Trong lịch sử nhiều cuộc chiến tranh, lính tráng tiến vào kinh đô thất thổ tha hồ cướp bóc, gặp con gái là đè ra hiếp. Đằng này chỉ thấy những anh lính Việt cậm đứng ngó các cửa hàng như là trẻ con xem đồ trung thu, đồ đèn ông sao, và anh nào cũng mong mua được một cái khung xe đạp rợm. Bọn ba tàu gò bằng thùng sát tây cùng con búp bê chờ ngày về phép làm quà cho vợ con. Chính vì thế mà ta mới thắng được địch đó. Vỗ Hùng nói. Đội quân này trang bị vũ khí lý tường, gắn kết thành khối keo sơn, không thèm vật chất. Còn anh ngụy thì đã biết mùi tiền cám dỗ đi đánh đấm đều tính toán có lợi gì cho cá nhân mình, nếu không có lợi là xã đám. Việt Nam mình vừa viết một chương lịch sử thật hay ngàn năm bất hồ, tôi sung sướng được là nhân chứng, đỗ thanh hào hứng. Rồi nhà hàng Royal Đỗ Thanh chờ ba người xuống chợ lớn. Cửa hàng cửa hiệu của người Hoa kiều cũng đã mở buôn bán tấp nập như xưa. Xe qua nhà thờ Cha Tam, Đỗ Thanh kể chuyện. Năm 1963 khi các tướng trẻ được Mỹ bật đèn xanh cho đảo chính, Đại tướng Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy quân tấn công dinh Gia Long. Đại sứ Mỹ có gọi điện cho Diệm đề nghị diệm vào tị nạn trong sứ quán, nhưng Diệm đã cúp máy cự tuyệt. Khí tiết cũng không đùa. Diệp Nhu theo xe bít bùng chạy xuống đường Ngô Quyền chợ lớn vào thẳng nhà bà Cao Văn Viên. Viên lúc đó là đại tá không tham gia đảo chính. Bà Viên nói ở đây không an toàn. Diệp Nhu lại nhà một thương xa ba tàu giàu có có tên là Mã Tuyên, rồi cuối cùng về nhà thờ Cha Tam. Quân đảo chính yêu cầu Diệm đầu hàng vô điều kiện và đi ra nước ngoài ngay lập tức, Diệm nói. Tôi còn bà mẹ già, làm sao mà đi được? thiết vận xa M113 đến bắt Diệm. Diệm Nhu đi ra bận đồ xám, tay còn cầm chiếc cặp, lên xe Nhu còn hoạnh hoẹ. Không có xe nào khác mà phải đi xe này à? xe chạy đến cầm xe lửa đường hồng thập tự thì mọi người nghe thấy một tràng súng nổ. Đại úy Nhung cận vệ của tướng đảo chính Dương Văn Minh, vốn là lính con măng can thời Pháp, khét tiếng tàn ác, đã rút khẩu côn 12 bắn tiệm 6 phát và nhu 9 phát ngay tại trong xe. Ngô Đình Cần em ruột của tiệm lãnh chúa miền trung nổi tiếng tàn ác cũng bị tử hình. Có chi tiết buồn cười là cần có 6 triệu Mỹ Kim gửi ngân hàng Thụy Sĩ, một tướng đào chính yêu cầu cần viết giấy nhượng cho mình sẽ tìm cách tha nhưng cần không chịu viết giấy nhượng cho nhà thờ dòng chúa cứu tế ở huế sau khi diệm chết giàn tướng trài đầu bò còn chỉnh lý đào chính nhau hỗn loạn có tên quốc trưởng tướng võ biển công khai tuyên bố quân đội là cha của dân nói thế thì còn trời đất nào nữa vũ hùng nói thiều vào chung cười sang sạc thế mà cũng đòi là quốc trưởng lớn từng một là cửa hàng buôn bán đồng hồ lộng lẫy thanh nói ông trần thăng nhà tư bản chủ cửa hàng này vốn là người bác di cư năm năm mươi bốn ông hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp đó ông có tình cảm với việt cộng nhà mình cũng là một cơ sở của ta vũ hùng vào phòng khách trang trí ngà voi lộng lẫy chủ nhà điềm nở trân trọng biếu ba vị khách mỗi người một chiếc đồng hồ orient nhật gọi là chút quà nhỏ cả ba đều lắc đầu chúng tôi là lính giải phóng vào thành phố không được phép thiều và trung mắt sáng lên khi lần đầu tiên nhìn thấy loại đồng hồ tự động đắt tiền quý giá trước đấy họ chỉ biết có đồng hồ lên dây cót bôn sốt của liên xô nhưng cả hai cũng không dám nhận ông thăng vui thì vui thật vì được giải phóng nhưng cũng tỏ ý lo lắng chắc chắn rồi chúng tôi không được tự do buôn bán Chế độ tư bản bị xẹp bỏ, cơ sở kinh doanh đồng hồ này bị công tư hợp xanh dần biến thành của nhà nước, còn tôi thì chỉ là người điều hành ăn lương. Chế độ của mình không có đất cho các doanh nghiệp tư nhân, chỉ có doanh nghiệp tập thể của nhà nước. Chép miệng một lúc giữa ông ngạc nhiên. Nhưng sao ba quý vị không lấy mỗi người một chiếc đồng hồ để dùng? Tôi thấy trên tay thủ trưởng Hùng có chiếc đồng hồ lên xây quá cổ lỗ đồng hồ ấy thì làm sao làm việc trong lúc chỉ huy chiến trận được. Kim giờ phút long sầm sọc cả kìa. Thế mà với chiếc đồng hồ này đã ấn định giờ khai hỏa 300 phát đại bác 130 ly nã vào sân bay tân Sơn nhất làm dung chuyển Sài Gòn đấy. Thiều cười. Chúng tôi kính phục quân giải phóng. Những người chiến đấu vì lý tưởng cao cả giải phóng thấm nhất đất nước không màng danh lợi cá nhân còn bọn tướng tá Sài Gòn ấy mà, đô la kim cương hạt toàn là trên hết, anh hùng cá nhân trên hết, rượu ngon gái đẹp trên hết, vì thế làm sao chống chọi nổi các anh? Thiều hỏi Thực lòng tôi không hiểu ông làm thế nào mà gây dựng được cơ nghiệp như thế này trong khi bắt đầu chỉ với hai bàn tay trắng. Đỗ Thanh thuyết minh thêm. Đây mới chỉ là một cơ sở của ông Thăng thôi, ông còn hai tiệm hàng lớn bán đồ điện tử, tivi, tủ lạnh ở đường Hàm Nghi Lê Lợi. Thiều không nén nổi tò mò, chắc phải có ai để lại gia sản chứ. Ông Thăng trầm ngâm, tôi xuống tàu Hải Phòng năm 1954 lúc 15 tuổi, vào đây tôi đi bán báo xong, tối ngủ vì hè bơ vơ không nhà không cửa không người thân thích. Một ông chủ tiệm đồng hồ thương cho tôi làm thằng ở dọn dẹp trông nom hàng hóa. Tôi học nghề sửa chữa đồng hồ để biết và sau đó làm phụ tá cho ông chủ để mua bán, mua rẻ về sửa chữa tân trang bán đắt. Sau này tiến dần tới mua buôn bán lẻ. Theo thời gian các loại đồng hồ Nhật, Thụy Sĩ và Sài Gòn, chúng tôi nhập cảng và bán lẻ. Nhanh nhẹn giỏi sang tôi dần chiếm lĩnh mạng lưới buôn bán ông chủ già nhận tôi làm con nuôi, tôi dần thành người giữ vai trò trọng yếu. Mà kinh doanh cũng lạ lắm, khi gặp vận cứ lên như diều ấy. Tôi mua cửa hàng lớn hơn và làm ăn ngày càng phát đạt. Khi đủ sức tôi vay ngân hàng kinh doanh sang hàng điện tử tivi tủ lạnh. Sài Gòn bắt đầu xuất hiện mặt hàng này, nhà nào cũng khát khao có một cái tivi để xem và một cái tủ lạnh để đựng thức ăn. Hai thứ này thành biểu tượng cuộc sống tiện nghi hiện đại, tôi đã bắt đúng mạch thị trường, nhập càng kinh doanh hai loại hàng này nên thắng lớn. Tôi không thể tưởng tượng được một đứa con bán báo lại có thể thành nhà tư sản. Trong xã hội phương Tây, nhiều chuyện đó lắm. Bên Hàn Quốc, cậu bé Dai U cũng chỉ là đứa bé bán báo. Hàng ngày cậu phải bán được mấy chục tờ thì mới đủ tiền mua gạo về cho mẹ và em. Vậy mà cuối cùng cậu bé Dai U đã gây dựng nên tập đoàn kinh tế lớn có tiếng trên thế giới đó. Lạ nhỉ, tôi vẫn không sao hiểu nổi, thiểu vẫn băn khoăn. Tại anh không được sống trong xã hội tư bản nên anh không có khái niệm kinh doanh và làm giàu. Đúng. Thú thực, chỉ có tự do kinh doanh theo kinh tế thị trường thì kinh tế mới phồn vinh được. Nhưng trong lòng xã hội ấy đầy bất công áp bức, Vũ Hùng nói mà mục tiêu của cách mạng là phải xóa bỏ mọi bất công áp bức, không còn phân cách giàu nghèo. Không ai làm thuê cho ai, ai cũng là chủ nhân ông, không được bóc lột ai. Ông chủ tiệm đồng hồ thở dài, tôi không hiểu gì về chính trị. Chỉ biết là tôi có tình cảm với phe cách mạng, tôi có giúp tiền mua thuốc men, đồ dùng nhu yếu phẩm bí mật gửi ra vùng giải phóng nhiều. Cũng là gan dạ lắm, nếu cảnh sát Sài Gòn họ phát hiện ra thì chắc không yên nhưng tôi vẫn dám làm, cùng lắm lộ chuyện, lấy tiền đấm mõm bọn cảnh sát Sài Gòn, chúng bảo vệ được. Nhưng ông phải xin được giấy chứng nhận của phía giải phóng để làm bằng, Vũ Hùng sẵn. Những người trực tiếp nhận tiền phải viết giấy chứng thực, có các cấp xác nhận chấm dấu cho ông để ông thuận tiện hòa nhập cuộc sống sau giải phóng. Cách mạng không quên công lao của ai, nhưng làn sóng xóa bỏ tư hữu phi tư bản không chừa ai đâu. Vũ Hùng chợt nhớ tới Thạch Gia Trang, năm 1956, bà nghè nguyên vét đến bộ tháp cuối cùng ủng hộ cho chiến khu tam thiên mẫu của anh, vậy mà cải cách ruộng đất vẫn đem bà ra đấu tố. Trước mắt đa trở lại trụ sở bộ tổng tham mưu khi Sài Gòn vừa lên đèn. Sài Gòn đã yên bình trở lại, đèn rực rỡ như sao xa. Ba chú chóng ngồi trên ban công các thượng ngắm thành phố về đêm. Không thể nào tưởng tượng được Vừa cách đây mấy chục ngày, đây còn là thành đô vĩ đại của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đồng minh của quốc gia lớn nhất thế giới Hoa Kỳ. Vậy mà bây giờ như trong giấc mơ, cái thể chế ấy đã tan như bong bóng xà phòng. Ngày tháng 5 Đức Vĩnh bước ra khỏi xe buýt. Cảng Sài Gòn tấp nập, chiều nắng trói trang, oi bức khủng khiếp. Chiếc tàu mua lại của Na Uy mang tên cũ Hoàng tử Bắc Âu, giờ có tên mới thống nhất, lừng lững áp bến. Giải phóng Sài Gòn, người Bắc vào Nam vào xa kìn kìn như nước chảy. Đường sắt Bắc Nam chưa đối liền tất cả dồn xuống tàu thủy. Đức Vĩnh có vé hành khách. Chuyến 4 giờ chiều hôm nay. Từ trại tạm Sam Phan Rang, Vĩnh được đưa bằng xe khách xuống bến cảng. Chẳng bị trói bị xích tay sách một chiếc túi nhỏ. Vĩnh và các tù nhân khác thăm song bước như một đoàn khách bình thường, mặc dù có công an súng lăm lăm áp xài kèm hai bên. Đoàn tù bước xuống hầm tàu. Trên sàn tàu các phòng nhỏ, trên bon là hành khách nhân dân bình thường. Hoàng tử Bắc Âu ù một hồi còi buồn bã nhổ neo rời bến. Đoàn tù như cá đóng trong hộp tối om dày đặc, toàn các sĩ quan ngụy và các công chức cao cấp của chế độ sài gòn quốc gia đệ nhị cộng hòa thất trận sụp đồ tan tành thành mây khói họ phải chuyển ra các trại cải tạo ngoài bắc lần lượt đi làm nhiều chuyến không có vé hạng nhất hạng hai phòng máy lạnh cho họ mà tất cả đóng hộp dưới hầm tàu không bị trói nhưng cửa sắt hầm khóa chặt ra giữa biển khơi đoàn tù có nổi loạn cũng không làm gì được từ càng Sài Gòn ra cửa Vũng Tàu hình như chưa có vấn đề gì. Bắt đầu đoạn ven biển miền Trung sóng to, tàu trao đảo. Những người tù say sóng lăn lộn. Tối om thiếu không khí toàn hơi người, nhiệt độ trên 40 độ C. Đoàn tù như một bầy xươi cuộn tròn nhung nhúc trong đống rớt rãi nôn ọe. Tôi chết mất. Đức Vĩnh kêu lên, trời ơi sao tôi khổ thế này? Họ đem chúng ta đi đâu? Ra quẳng xuống biển hay sao? ai bắn cho tôi một phát cho tôi chết ngay ở đây cho đỡ khổ có vài viên sĩ quan quan chức nhiều tuổi lên cơn huyết áp cao đứt mạch máu não đột quỵ chết thật chết xếp vào một góc để đấy cập bờ sẽ chôn còn con tàu thì cứ phải đi tiếp qua đoạn sóng to đến đoạn sóng êm mọi người tỉnh lại một viên đại úy to khỏe quen gian khổ chiến trường nên chịu được ngột ngạt nằm cạnh vĩnh chép miệng Tôi biết phải đi tù thế này tôi chạy vào rừng, đừng hòng mà bắt được tôi. Thế anh ở mặt trận nào? Tôi tử thủ ở vòng cung Bắc Sài Gòn. Mặt trận vỡ, quân lính vứt vũ khí, cởi trang phục lính, quần đùi may ô chạy bộ về nội đô. Đường đầy quần áo lính như phơi rơm xãi. Về đến nhà ẩn kỹ trong gác xét, tưởng là cách mạng khoan hồng. Mấy hôm sau nghe khu phố thông báo, sĩ quan từ chuẩn úy trở lên, đem lương khô và quần áo đến trường tiểu học phường tập trung học tập chính trị một tuần. Viên đại úy kể chuyện, vợ tôi chuẩn bị cơm nắm muối vừng bánh mì lương khô cho tôi đem đi. Không dám đem ruốc thịt, bánh trái cao gấp. Cũng nghĩ là chỉ đi học tập chính trị rồi được về. Cách mạng luôn có chính sách nhân đạo khoan hồng từ trước đến nay. Cách mạng đã giải phóng được cả miền Nam rồi, làm gì có ai dám chống đối nữa? Bắt tù người thua trận làm gì cho tội? Chúng tôi tập trung ở trường tiểu học phường, háo hức hăm hở, lăm lăm giấy bút ghi ghi chép chép lời cán bộ giảng dạy chính trị. Ai ngờ cha có học hành gì hết, vừa đến nơi đông đồ đã bị lùa lên xe chở thẳng ra cảng Sài Gòn, tống xuống hầm tàu này. Chúng ta sẽ bị đưa đến các trại cải tạo trong rừng ở miền Bắc, ôi, buồn thật đấy. Miền Nam buông súng quy hàng sớm quá. Các sĩ quan xung quanh góp chuyện. Đáng lẽ không được có chủ trương tùy nghi di si tàn. Ở đâu ở đó, cầm cự tử thủ, giải phóng bị căng sức ra ở tất cả các mặt trận. Miền Nam có thua cũng còn lâu. Tùy nghi di si tàn bỏ cuộc, khác gì rút cái nút thắt, khác gì tháo cho vỡ đê. Ai còn có tinh thần chiến đấu nữa, chỉ có chạy thôi. Việc cộng tiến như vũ bão là vì thế tùy nghi di tàn một chiến lược sai đã làm hòng đại cuộc căn bản là mỹ đã bỏ miền nam không cứu nữa nếu mỹ quyết giữ thì lại viện trợ lại không kích miền bắc ồ ạt không quân mỹ chặn đánh các ngà đường tiến công của việt cộng lính mỹ lại đồ bộ như xưa thế cờ lại lật ngược ngay lại giữ được miền nam căn bản là tại nền dân chủ truyền thống của mỹ ai đời chính phủ cho quân tham chiến còn toàn dân biểu tình phản đối chính phủ dân mỹ chán ngấy chiến tranh phong trào phản chiến lên cao phe chủ chiến có nguy cơ mất hết phiếu trong các cuộc bầu cử vậy là bọn chóc bu lo giữ ghế của mình trong quốc hội trong chính phủ trước đã tội gì chúng đem quân sang việt nam đồ của vào miền nam để chúng mất chức chúng bỏ rơi chính quyền nguyễn văn thiệu giữ được miền nam thì giữ không giữ thì mất cuối cùng thì chỉ chúng ta chết chục năm cầm súng chống đối việt cộng giờ bị bỏ mặc không ai thương đem thân đi tù việt cộng luôn kêu gọi chúng ta đầu hàng đầu hàng sẽ khoan hồng thế mà bây giờ bắt đi tù đấy là chuyên chính cộng sản sắt đá lắm nhưng đứng về quyền lợi của người cầm quyền thì ai cũng phải làm thế thôi chẳng dám trách gì họ giải phóng thống nhất rồi nhưng đội quân cộng hòa cả triệu người thua trận mặc áo dân thường có gì đảm bảo là họ không nổi loạn. Đội ngũ sĩ quan Cộng hòa đông đúc như thế ai mà không ngại, cho ra bác đi tù là trừ mầm mống nổi loạn, gì chứ cai trị trị an của Cộng sản là giỏi nhất trong lịch sử nhân loại đó. Đức Vĩnh không ngờ đời mình lại đến nước này, già rồi, cả một đời ăn sung mặc sướng, giờ sao chịu được cảnh tù đầy. Tù, hóa ra là định mệnh của dòng họ Nguyễn Đức. Bố ta ông nghè nguyên, lừng lẫy một thời mà kết cục tù tội mất xác ngoài biển khơi ta một đời vinh hoa phú quý khôn khéo đến cực điểm luồn lọt để không bị trận cuồng phong của thế kỷ cuốn bay tưởng chỉ có may mắn thành công nằm ngờ kết cục cũng bị tù đầy bố ta ương gàn chống đối đi tù đã đành ta chẳng chống ai cũng đi tù hệt như thế định mệnh số rời không tránh khỏi Chúng ta nằm trong hầm tàu hoàng tử Bắc Âu này, khác gì nô lệ châu Phi bị thực dân xa trắng bắt sang Mỹ ngày xưa. Viên đại úy tiếp tục câu chuyện. Bọn Mỹ sang châu Phi bắt người về làm nô lệ cũng nhốt trong hầm tàu như thế này. Nô lệ bị chói, đi giảm xã cả tháng trời đường biển, sang đến Mỹ chết đến một phần ba. Nam ra Bắc chỉ có ba ngày ba đêm thôi, dáng chịu đựng. Ai bảo thua trận? Tôi nghĩ được thế này cũng là tốt lắm rồi. Một viên đại úy có vẻ ôn hòa hiểu đời nói. Tôi là tôi sợ cộng sản vào Sài Gòn sẽ có cuộc tắm máu ấy chứ. Hai mươi năm đối đầu, thù hận ngất trời. Phe Việt Cộng bao nhiêu người bị phe quốc gia bắn chết. Bò Mỹ thả miền Bắc dòng xã từ năm 64 đến năm 72. Bao nhiêu sinh mạng chết oan lính Mỹ ở Mỹ Lai sát hại cả một làng một lúc 500 đàn bà trẻ em. Lính Nam Hàn bắt người dùng manh slam kẻ caro trên da thịt. Bao nhiêu chuyện về bọn lính đã mất hết nhân tính, mổ bụng moi gan, cắt tai người sấy khô sâu như là sông Mộc Nhĩ làm kỷ niệm chơi. Thế mà Việt Cộng vào đến Sài Gòn, không bắn giết một ai. Tất cả thanh bình, cửa hàng lại mở trở lại vũ trường lại rộn rã tiếng nhạc y như là chẳng có chuyện gì xảy ra sao anh nói cứ như là cán bộ tuyên huấn việt cộng vậy đức vĩnh bảo thì tôi sắp làm cán bộ việt cộng rồi đây nói thật với các vị tôi có thằng em con ông chú ruột ngoài bắc là lính giải phóng cưỡi xe tăng vào sài gòn hồi ba mươi tháng 4. bố tôi vào nam di si cư năm năm mươi em ruột ông ở lại bắc đêm mùng một tháng năm thằng em lu lu xuất hiện trước cửa nhà tôi mũ sao lấp lánh súng lục ngang không nó bảo đến sài gòn là nó tìm vào xóm đạo di si cư và từ đó có địa chỉ nhà tôi nó phân tích những điều tôi nói vừa nãy nghe có lý lắm chứ tự tôi thì làm sao mà nghĩ ra được bọn bộ đội bắc việt trong sáng lắm chứ không biết ăn chơi rượu gái như là bọn mình bố tôi tặng cháu ruột giải phóng mấy chục ngàn mà nó không dám nhận đấy trong khi trong túi nó không có một đồng lính giải phóng làm gì có tiền sài gòn tưởng nó chê ít cho thêm nó lại càng không nhận thế mới lạ chứ bọn này không biết tiêu tiền cả đám bạn tù cười hô hố thì ta chết là ở chỗ đó bộ máy chính quyền quân đội cộng hòa tham nhũng mục ruỗng đức vĩnh trầm ngâm chỗ nào cũng hối lộ tham nhũng viện trợ Mỹ như suối đồ ao ạt vào, nhưng bên trên các quan chức cao cấp tướng tá ăn bốt ăn xén, bên dưới dân đen thì ăn cắp. Người ta bảo cả thành phố Đà Nẵng càng tiếp nhận viện trợ sống bằng hàng ăn cắp của Mỹ. Từng đoàn cầm voa chở hàng từ cảng lên, bọn cướp đeo, bám chặt, về đến kho thì đã mất khá nhiều rồi. Bên kia họ không biết tiêu tiền, họ chỉ cần lý tưởng chiến đấu, họ thắng ta là phải tàu cập bến Hải Phòng, hầm tù được mở, Đức Vĩnh lào đào lên bờ mắt trói sau mấy ngày sống trong bóng tối. Không kịp nghỉ ngơi, đoàn tù lại được các xe tải bốc đi lao vun vút, vui che kín, không ai nhìn thấy gì ven đường. Chỉ biết xe càng ngày càng lên dốc, đường khó đi, rồi đường núi, chập tối thì đến trại nước vàng. Đức Vĩnh cảm thấy nhẹ người sau khi nằm xuống chiếc giường bằng nứa đan trong trại giam những thủ tục xài dòng nhập trại nước vàng đã xong. Những tháng ngày căng thẳng, sự sống cái chết cách nhau gang tấc đã qua. Giờ yên phận làm anh tù binh chiến tranh. Muốn ra sao thì ra, để thần kinh giãn trùng, không thì nó đứt vượt lúc nào không biết. Đời, tất cả là tại số. Số họ Nguyễn Đức, đời bố, đời con đều phải đi tù, thì đành tù thế thôi. Nghĩ ngợi làm gì cho khổ nghĩ đến đâu cũng không đảo ngược được tình hình. Phòng giam sơ sài, mái nứa, cửa nứa, tường đất trộn sơm, những dãy nhà trên đồi san sát giống nhau như đúc. Buồn cười cho trại sam, trại sam phải là tường bê tông cửa sắt xúc xích sùng xoàng. Đằng này trại giam chống hơi chống khoác. Chỉ ngoài cùng là những hàng rào thép gai bao quanh với các tròi canh và núi đồi trùng điệp. Nhưng mà trốn đi đâu và trốn để làm gì cả nước đã được tổ chức theo chế độ chuyên chính vô sản chặt như nêm sổ hộ khẩu sổ lương thực có trốn thì cũng chết đói vì làm gì có khẩu phần tem phiếu lương thực trốn vào rừng để thành người rừng suốt đời ư ừ. trốn về thành phố thì hộ khẩu ở đâu trốn về nông thôn thì hợp tác xã nông nghiệp đâu có chia thóc theo công điểm cho anh bản thân xã viên còn đang húp cháo đây này đâu có thừa cháo mà cho anh nghĩa là thôi cứ ở đây yên tâm cải tạo rồi sẽ được tha. Đức Vĩnh được gắn số tù năm năm năm. vô tình trùng hợp với thuốc lá hào hạng ba số năm hàng đầu thế giới. vào thời điểm ấy Việt Nam chỉ có thuốc lá tam thanh sâm cầu, thái phơi khô ngoài sân gạch là ngon nhất. Dunin Manpro 3 số 5 là biểu tượng của thượng lưu ăn chơi Âu Mỹ. Chàng trai nào đi tán gái có điếu ba số năm trên môi là sang trọng, một bao đun hin có dòng chữ vàng Paris, London, New York cứ như là tỏa sáng ấy. Vì vậy, số tù ba con năm của Vĩnh quả là con số đẹp, bạn tù gọi ông là chủ hãng ba số. Có điều chủ hãng ba số hút toàn thuốc bằng lá sắn phơi khô, những ngày mới vào trại chưa có ai thăm nuôi, vĩnh thèm thuốc quá phải tự sản xuất lấy xa xỉ phẩm bằng nguyên liệu này cũng phì phèo có khói. Chủ hãng ba số được cử làm tổ trưởng tổ trồng sắn gồm 20 người trước đây toàn là các tổng trường, tỉnh trường, quan chức hành chính cao cấp. Mỗi người một nón lá, cầm quốc gia đồng từ sáng tinh mơ Cả nước đang thiếu gạo, đến bộ trưởng của phe thắng trận cũng chỉ có tiêu chuẩn 13kg gạo một tháng, huống hồ bộ trưởng của phe thua trận. Phải trồng lấy sắn mà ăn no cái bụng. Bao nhiêu cao lương mỹ vị các bộ trưởng ngày xưa ăn không ngon bằng củ sắn luộc bây giờ. Đức Vĩnh từ xưa chưa biết trồng một ngọn sau thế mà chăm chỉ như một lão nông chi tiền sắn của hãng ba số to bằng cổ tay được nêu gương điển hình cho các bộ trưởng đại tướng khác học tập. Vĩnh thấy lòng thanh thản, không có gì bồn chồn lo lắng uất ức, suốt đời ở trận tuyến chống cách mạng, giờ thua trận, không bị siết là may lắm rồi. Đi tù nhưng đâu có bị kìm kẹp tra tấn, tù ở khám chí hòa côn đào của phe Cộng Hòa mình mới khủng khiếp cơ. Vĩnh cười thầm, còn ở đây như an dưỡng trong rừng. Mùa hè hơi nóng một chút rồi cũng quen, mùa đông thì rất tuyệt. Núi rừng xương xa bằng làng thơ mộng, ngày đưa quốc đất chiều về đói bụng, đến củ chuối ăn cũng ngon. Hình như tuổi già, để chống đáy đường, chống mỡ trong máu, chống gút, người ta phải ăn kiêng như sư. Nằm trên đống vàng mà phải bóp mồm bóp miệng, chết nhạt, chết thèm ta đi ăn sắn cũng là để chống tiểu đường chống mỡ trong máu là thực đơn ăn kiêng của bác sĩ và cuốc đất chính là vận động để thể dục thể thao người khác mỗi ngày phải bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ để đi bộ chạy nhảy bơi cũng mệt vã mồ hôi giống như ta cuốc đất vậy là như nhau chưa biết chừng đi tù như thế này tuổi thọ tăng cao cũng nên ở ngoài rượu bia nốc suốt ngày rồi gái gầm chỉ tổ chết non, vào đây trừ được tất cả những thứ độc hại ấy. Mỗi buổi sáng, khi tiếng kèng canh canh nổi lên, Đức Vĩnh có nhiệm vụ gọi mọi người đi làm. Hai mươi ông bộ trưởng tỉnh trường dân biểu chạy ra xếp hàng điểm xanh, phân công công việc trong ngày. Bộ trưởng tài chính đi hot gứt bò, bộ trưởng ngoại giao đi đàm phán mua dạ mục của dân trong bản, Bộ trưởng Công nghiệp chế biến xạ mục trộn với phân bò. Bộ trưởng Nông nghiệp bón phân vào các hốc sắn. Bộ trưởng Quốc phòng lấy vợt săn bắt cào cào châu chấu. Chủ tịch Thượng viện chế biến cào cào châu chấu thành thức ăn bổ sung chất đạm cho cơm tù. Bộ trưởng Y tế thiến giái con trâu được cho nó thuần hơn. Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch thì dọn hố kết cầm cộng. Dãy lán số 2 trại của ngành quân sự tiếng phân công cũng vang lên sang sảng. Đại tướng tư lệnh vùng chiến thuật một hái rau má về làm xưa, trung tướng tư lệnh tình báo quốc gia đi ăn cắp ít dây lang của dân về trồng, thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 3 dắt bò đi chăn. Vĩnh hàm đội trưởng nên phải tích cực lao động để hương mẫu, Vĩnh suốt ngày lo nghĩ công việc tăng xa khoai sắn, lạ thật đấy, có một tí chức vụ là tích cực hơn hẳn. Đức Vĩnh ngày quốc đất mồ hôi chảy sòng sòng, lòng bàn tay, chai nổi cộm, tối về chăm sóc anh em với tinh thần trách nhiệm cao, trước khi đi ngủ báo cáo tình hình trong ngày với quản giáo. Một năm tuổi trôi qua, các bộ trưởng đại tướng đều có nước da đen sạm, mắt chố vai nhô, dáng vóc gầy khò. Nỗi đau giấu vào trong, không ai dám công khai bộc lộ nỗi buồn, Bề ngoài ai cũng cố tỏ yên tâm cải tạo, nhìn nhận tội lỗi chống lại nhân dân của mình trong quá khứ. Có đại tướng xưa hách dịch khét tiếng, giờ khúng núng trước anh hạ sĩ quản giáo nhãi xanh. Có ông bộ trưởng xưa cao ngạo khinh thiên hạ là ngu sốt, giờ thực sự cầu thị, học tập chăm chỉ, đọc sách báo cách mạng, đọc xong viết thu hoạch báo cáo quản giáo các bộ trưởng đại tướng chiều chiều ra sân đánh bóng truyền, tối tập hát các bài hành khúc cách mạng, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình. Tỏ ra hồn nhiên vô tư như học trò ở ký túc xá, không dằn vặt đau đớn gì, không hối tiếc những ngày xưa không oán hận bây giờ. Chỉ đến đêm khuya, khi tất cả quản giáo đã ngủ, các bộ trưởng đại tướng mới chằn chọc chờ mình thở dài trách siêu cường Mỹ bỏ rơi đồng nghiệp, trách tổng thống điều hành đất nước kém còi, trách xu thế lịch sử, trách phe tư bản lùi một bước trước phe xã hội chủ nghĩa, chịu để mất tiền đồn chống cộng. Trách số phận chẳng ra gì của mình, đang ở đỉnh cao quyền lực vinh quang tiền bạc, rơi tõm xuống thành anh đi hót cứt bò, thiến giái châu. Đang chán cả cao lương Mỹ vị, yến huyết gân bò chân sâm tay gấu hầm hạt xẻ xuống thèm từ màu khoai lang luộc củ sắn nướng con tép kho đang ngất ngường ngồi trên hotel năm sao nhấp rượu marten hầm rượu năm 1887, giá một nghìn tám trăm tám mươi bảy giá một nghìn đô la một chai xuống lấy tay vốc nước suối rừng uống ẩn ực đang thỏa thuê ôm gái đẹp mười tám trong tay chán cô này thay cô khác giờ nằm còng queo chết khô trong rừng khuya thèm mùi mồ hôi cả đứa đàn bà lang thang hẻ phố bán ve chai đầm nát bao giờ được tha bao giờ được về đoàn tụ với vợ con những kẻ bướng bỉnh tỏ ra kém giác ngộ dần bị biệt giam đâu không biết mỗi lần một người vắng mặt là một lần tất cả run sợ bảo nhau hãy biết điều một lần Đức Vĩnh kiểm quân sau một ngày vào rừng lấy tre nứa về sửa lán trại, thấy thiếu quốc vụ khanh, một ông già từng đậu tiến sĩ luật ở Paris. Mọi người túa đi tìm, thấy quốc vụ khanh đang treo xác lủng lẳng trên cành bứa Ông già tuyệt vọng quẫn trí, thấy sống nữa là vô nghĩa lý, thà đi trước cho xong. Ở lại, hành hạ cái thân già làm gì cho khổ, càng một đời răng tiếng học vị vang lừng bỗng thèm một chút quyền lực mò về Sài Gòn làm quốc vụ khanh mới được vài tháng chưa biết vị ngọt ngào của quyền lực đến đâu đã nếm vị cay đắng của kiếp lao tù khổ sai cả đám bộ trưởng vừa gỡ xác người đầm nghiệp xuống vừa long nước mắt lau vội lau vàng cho sạch sợ quản giáo trông thấy kiếp người ôi kiếp người lên voi xuống chó câu cách ngôn sao mà chính lý thế phúc đức nhà mình ở đâu mà cái câu cách ngôn ấy lại vận vào mình đức vĩnh đi chăn bò nón mê soi tre vai đeo bị thức ăn trưa mấy con bò đeo mõ lớp cốc nhẩn nha gặm cỏ Đức Vĩnh gặp Đại tướng Tư lệnh vùng chiến thuật 2 cũng đi chăn bò ở đồi bên cạnh. Đại tướng tay cầm que đang vun vén đường đi của đàn kiến vàng và đàn kiến đen trên bãi cỏ. Anh làm cái gì đấy? Vĩnh hỏi. Đại tướng nghiêm trang, tôi đang chỉ huy hành quân. Chiếc que vụt túi bụi và đàn kiến vàng làm chúng tan tác. Tôi đang tiêu diệt phương diện số một của đối phương. Anh nhìn, tất cả đã tháo chạy này chiếc que vun đường đi cho đàn kiến đen vào một hướng. Quân của tôi đấy đang tiến vào mặt trận. Mấy con kiến lừa tình báo gián điệp theo que sọc thẳng vào tay luồn áo đốt đại tướng chí mạng. Đàn ong vàng trên cành cây cũng bất thần phát hiện ra đại tướng. Chúng lao xuống thả những trái bom nọc ngứa vào mặt. Phút chốc mặt đại tướng sưng vù mắt hút lại. Trong chiến tranh, không lực mạnh đóng vai trò quan trọng đại tướng kết luận một con trâu đực đến ỉa bèn bẹt một đống vào mặt trận của đại tướng đàn kiến bị chôn vùi quân của đại tướng chìm sâu dưới ba tấc cứt trại tù nước vàng sống bằng sắn khoai rau tàu bay rau khoai lang củ rái dài trong rừng ăn ngứa phòng mồm nhưng từ khi có chủ trương cho tù nhân được nhận quà thăm nuôi từ mỹ gửi về trại bừng lên sức sống mới đa số các tù nhân ở đây có vợ con di tản sang Mỹ hiện đang định cư ở Mỹ, thế giới thừa mứa của cải. Họ đi bằng nhiều con đường khác nhau trong nhiều đợt nhiều năm, có người đi trước ngày 30 tháng 4. Các ông chồng tướng tá cao cấp của họ ở lại chiến đấu nhưng đã thu xếp được cho vợ con ra đi ngay hôm 21 tháng 4, Tổng thống thiệu từ chức. Seiya cho lên máy bay chạy trốn đến Đài Loan. Số khác ra đi bằng cách vượt biển những chiếc thuyền như lá tre ào ra đại dương trong cơn sóng di tản họ bỏ hết biệt thự ô tô lại sài gòn vét váy vàng bạc tư trang tổ chức thành những đoàn thuyền nhân hối lộ công an bờ biển theo đúng tiêu chuẩn đánh trả bọn cướp biển thái lan dạt đường vào các trại tị nạn ở đảo bidong malaysia được các cơ quan hcr phụ trách về vấn đề di tản của liên hợp quốc giúp đỡ Thuyền của họ lênh đênh trên biển gặp bão tố thì chết, nhưng gặp các tàu quốc tế thì quốc tế nào không cứng vớt. Thế là họ được sang Mỹ, Mỹ phải đón nhận họ vì họ theo Mỹ từ xưa, giờ Mỹ bỏ họ ở lại sao đành. Có một bà mẹ dám một mình chèo thuyền chở hai đứa con nhỏ lênh đênh trên biển 7 ngày liền, ngoài hải phận quốc tế để đi tìm tự do. Gặp tàu buôn Anh quốc Tàu vớt ba mẹ con đang đói là mà tay vẫn cầm chặt mái chèo đổ sữa vào mồm cho hồi tỉnh. Chuyện lên tivi BBC, nước Anh cảm động quá, phong bà tước hiệu hiệp sĩ đi tìm tự do và cho định cư tại London. Thực ra thì các tù nhân ở nước vàng toàn là những người quá thật tà, họ ở lại nhiệm sở, ở lại chiến đấu đến phút cuối cùng nên mới không kịp di tản trong khi các quan trên lóng cá đã lừa họ để truyền trước. Ngày 29 tháng 4, có đại tướng buổi sáng gọi trung tướng đến. Tôi được tầm thấm gọi đi công vụ đặc biệt. Tôi giao quyền chỉ huy trực tiếp cho anh từ giờ phút này và đề bạt anh vượt cấp. Trung tướng một bước thăng quân hàm, thăng trước tướng quá, ngồi vào vị trí chỉ huy. Ngồi đến chiều mới vỡ lẽ mình bị lừa. Lão đại tướng lừa mình, lão bắt mình làm hình nhân thế mạng còn lão thì vù ra sân bay chạy trốn ra tàu mỹ ngoài khơi tất cả đã tan rã rồi còn gì mà trực chiến lão trung tướng gọi điện thoại cho thiếu tướng đến bộ chỉ huy tôi được tổng thống gọi đi công vụ đặc biệt quyết định giao quyền chỉ huy trực chiến cho anh từ giờ phút này và thăng quân hàm vượt cấp cho anh thiếu tướng lại sướng quá một phút thăng quân hàm nhưng rồi ở bộ chỉ huy đến tối thì cũng lại vỡ lẽ lão trung tướng lừa mình lão bắt mình ngồi đây thay lão để lão về đưa vợ con đi di tản thiếu tướng lại áp dụng sách lược của cấp trên cho gọi đại tá đến bộ chỉ huy và vở kịch trao quyền lại tiếp diễn cứ thế cứ thế cho đến lúc xe tăng quân giải phóng lăn xích ngoài sân cờ giải phóng tung bay trên đầu súng ak việt cộng chĩa vào ngực bắt giơ tay đầu hàng đầu hàng chứ chẳng phải bàn giao bàn giết gì đến tổng thống dương văn minh cũng ngây thơ xe tăng quân giải phóng đã ùa vào dinh độc lập cờ giải phóng đã bay trên nóc sinh mà tổng thống còn nói chúng tôi chờ các ngài đến để bàn giao hàng thăm nuôi từ mỹ đóng gói gửi về nước vàng toàn những thứ cao cấp đường sữa sô cô la thuốc bổ dưỡng quần áo ấm và đến cả bánh xà phòng thơm chiếc bút bi toàn đồ mỹ xịn ngoài xã hội kinh tế bao cấp đang gặp khủng hoảng hàng hóa cực kỳ khan hiếm đến cái kim sợi chỉ cũng không có một yêu rửa mặt có khăn hai yêu có thuốc đánh răng hàng ngày ông bà mình xưa rửa mặt bằng tay xúc miệng ầm ọc cần gì phải khăn với thuốc đánh răng, đòi hỏi quá đáng. Nhưng mà cái bọn hưởng thụ kia nó đòi như thế đấy. Trong nước vàng các tù nhân đánh răng bằng thuốc Hina, Hinop cao cấp, nghịch cảnh thật. Người về cho anh một phong thuốc lá, anh đốt cuộc đời trên những ngón tay. Người về cho anh một viên thuốc quý, anh chữa trái tim đã vỡ tan này bài hát buồn rười rượi trong láng trại nước vàng đức vĩnh ngồi thiền để quên đi tháng ngày thỉnh thoảng hàm hùng và lan viên đến thăm chủ yếu để động viên tinh thần chứ vĩnh cũng không cần gì hàng thăm nuôi của họ vĩnh được vợ con cung cấp đầy đủ mỗi lần đến trại Vũ hùng đều gắn quân hàm trung tướng trên ve áo khi trò chuyện với đại tá công an trại trưởng hùng đều giới thiệu anh Hàm, nguyên bí thư tỉnh ủy là em ruột của Vĩnh. Bố Vĩnh là cụ nghè duy tân yêu nước chống Pháp, ông nội Vĩnh là lãnh tụ phong trào nghĩa quân Nhã Sơn chống Pháp. Tất nhiên việc nào đi việc nấy, cá nhân Vĩnh không vì thế mà được ra tù trước thời hạn, nhưng ban quản giáo cũng có ý ưu ái, và lại Vĩnh cải tạo rất tốt, rất gương mẫu trồng sắn hót vân bò, làm tổ trường tích cực, ban quản giáo không có gì phải phàn nàn ngày, tháng năm. Chúng tôi làm trường đoạn năm 1975 như là một phóng sự trường ca. Năm 1975, năm vĩ đại của lịch sử Việt Nam của dân tộc Việt Nam, Việt Nam có bao mốc son vĩ đại. Năm 939, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, giành lại độc lập cho Việt Nam sau gần ngàn năm làm nô lệ cho phương Bắc Trung Hoa. Năm 1945, lát cắt đôi lịch sử Việt Nam, từ đấy trở về trước gọi là thời tiền chiến thanh bình Từ đấy trở về sau là thời chiến tranh liên miên Và đến năm 1975 là kết thúc Bắt đầu kỷ nguyên hòa bình cho dài đất hình chữ S Vậy năm 1975 không là vĩ đại bậc nhất sao? 1945-1975 30 năm chiến tranh có bao nước tham gia sức người sức của, Liên Xô, Trung Quốc và cả chục nước Đông Âu, bên kia là Hoa Kỳ, 550.000 quân Mỹ tham chiến, 110.000 tỷ đô la Mỹ bỏ xa, Mỹ phải hô hào cả Nam Triều Tiên cả Austria trợ giúp. Lính Hàn Quốc đi đánh thuê cho Mỹ, phi công Austria đi ném bom thuê cho Mỹ. Sân bay Cò Rạt Thái Lan, sân bay Utapau, hàng loạt căn cứ quân sự xung quanh Đông Nam Á tham gia cuộc chiến khốc liệt, nó là chiến tranh thế giới thứ ba đấy, thế giới đổ về đây làm chiến tranh thế giới thứ ba. 1945-1975 Việt Nam đánh thắng hai đế quốc lớn bậc nhất thế giới, một anh thực dân cáo xà làm cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, một anh siêu cường quốc có bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Việt Nam đánh lại tất. Mỹ có máy bay bay như tuổi trên đầu, Việt Nam chỉ có dép cao su đen. Một ngọn cò Việt Nam cũng không còn nguyên vẹn, tất cả các ngọn cò dập gãy hết. Những bà mẹ có tám con cùng hy sinh ngoài chiến trường, toàn dân Việt Nam đói chia nhau khẩu phần cơm ít ỏi, bao thành phố Việt Nam chỉ còn là gạch vụn, các con đường Việt Nam gãy nát, các dòng sông không còn bóng cầu, trẻ con Việt Nam học dưới chiến hào, bom rơi quanh vành nón thiếu nữ Việt Nam, hạt bom bi xuyên qua trang sách của trẻ vỡ lòng, em bé đội mũ sơm đi học để mảnh bom khỏi rơi xuống vỡ đầu. Nhưng Việt Nam vẫn cứ đánh Mỹ, còn cái lai quần cũng đánh. Người Việt Nam sang ngõ gặp anh hùng. Năm 1975, đại sứ Mỹ cuốn cờ vàng nách tháo chạy bằng trực thăng trên nóc tòa đại sứ. Việt Nam toàn thắng, Bắc Nam thống nhất đối liền từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Năm 1975 là như thế đấy. Thế giới bàng hoàng khâm phục một đất nước ngoan cường, một dân tộc bất khuất và loại bậc nhất của nhân loại người ta đánh nhau vài năm đã chán, nội chiến nước Mỹ cũng chỉ có 4 năm, chiến tranh thế giới thứ nhất cũng chỉ có 4 năm, đại chiến thế giới thứ hai cũng chỉ có hơn 4 năm. Ai mà chịu đổi bom đạn lâu dài? Vậy mà Việt Nam tình bơ đánh lèo một trận 30 năm hết cả đời người, không chán không sợ. Một dân tộc thần kinh thép không biết trùng bất luận ai đó ở đông ngụy biện thế nào chỉ biết cuối cùng thì việt nam đã thắng y như đế quốc mông cổ đánh chiếm khắp thế giới rồi nhưng ba lần sang không đạt được ách đô hộ một ngày nào ở đây cuốn phim của chúng tôi dõi theo hai nhân vật một người từ sài gòn vừa giải phóng trở về hậu phương miền bắc và một người ngược lại từ hậu phương miền bắc vào sài gòn giải phóng người thứ nhất về hậu phương gặp lại vợ, người thứ hai vào miền Nam mới giải phóng tìm chồng. Trung tá Vũ Hùng bắt đầu vào chiến trường năm 1966. Sư đoàn của anh đương đầu với sư đoàn anh cả đỏ của Mỹ dòng xã bao năm trời. Năm 1975, anh đã là tướng sẹo đầu hai sao, chỉ huy một quân đoàn hòa trong đội hình thần tốc đánh vào giải phóng Sài Gòn sau lễ duyệt binh chiến thắng tại Sài Gòn, Vũ Hùng xách một chiếc túi nhỏ trong đó có vài mét vài làm quà, lên máy bay vận tải quân sự, bay 4 tiếng đồng hồ về đến sân bay Sa Lâm. Cửa máy bay vừa mở, cơn gió thổi ập vào rơi chiếc mũ bê lấp lánh cành tùng trung tướng. Hùng hít một hơi dài căng lồng ngực. Hà Nội hôm nay là ngày đầu thu gió heo may sao xác gợi buồn Hùng lấy tay che mắt nhìn nắng thu tràn ngập mênh mang trên mặt đất. Ôi, nắng thu thanh bình đẹp biết chừng nào. Mười năm ngoài chiến trường, anh chỉ có nắng lửa bão đạn. Nhưng hôm nay là nắng thu vàng. Bầu trời xanh ngần ngặt, mây nhợn nhơ. Đất trời sạch tinh và yên tĩnh đến lạ lùng. Hùng bước ra khỏi sân bay, chiếc con măng ca đã đón sẵn và chạy bon bon về thị xã Thanh Đô hai bên tường trời đất như đồi khác trước mắt hùng đồng lúa xanh chim chiền chuyện hót thị xã cổ kính chim sẻ xíu san trong ngõ phố mùi hoa móng rầm thoảng bay trên bờ rộng nhà ai những ngôi nhà tỉnh lỵ rêu mốc từ thế kỷ trước ngó nhìn anh người xa trận chiến thắng trở về huệ vợ anh đang đứng trên bậc hè ngằn ngặt nắng thu huệ đã thay đổi nhiều tóc điểm bạc và người đẫy đà hơn huệ khóc òa à. nước mắt đẫm trên vai hùng anh mỉm cười ôm vợ huệ đã sống một mình trong ngôi nhà ngoại ô với vườn cây ổi khẳng khiu hàng cau ao bèo này đã mấy năm nay con gái hải yến được chọn sang liên xô học đó là tiêu chuẩn của sĩ quan cao cấp ngoài mặt trận huệ sung sướng tự hào nhưng phải cô đơn ngôi nhà ngói ba san, chiếc bếp dầu, chiếc xe đạp, cái túi sách đựng tài liệu của ủy viên tỉnh hội phụ nữ, tất cả nói lên cảnh sống của hội mấy năm gần đây. Hùng sa bốc nước, tiếng cầu va thành tiếng khơi tì tùm, con gà sống đầu trên cành lựu cất tiếng gáy chưa não nùng trong nắng thu. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm, Huệ sắm nắm đơm cho chồng, ngoài ngọn rau muống nhà chồng lấy xanh mướt, hạnh phúc đơn sơ mà chan chứa. Chỉ người lính ở mặt trận về mới cảm nhận được cái hạnh phúc này. Màu tường vàng cũ kỹ mốc meo của ngôi nhà nói lên tình trạng xuống dốc của chủ nhân. Sau nhiều năm nổi như cồn, Huệ bắt đầu chìm vào nhạt nhòa. Tấm bằng anh hùng lao động trên tường cũng vổ bụi. Huệ cũng không buồn khoe chồng, sắp báo ngày xưa người ta đưa tin đăng ảnh Huệ nhiều nhiều lắm, dày cả gang tay. Những bài ca ngợi con chim đầu đàn của phong trào hợp tác xã Đâm Phong. Anh Huệ đứng trên hội nghị báo cáo, anh tát nước ngoài đồng, anh chuyện trò thân mật với bà con xã viên, anh họp ban quản trị. Phong trào hợp tác là ngọn gió đã đưa cánh diều thu huệ lên tít mây xanh, danh hiệu anh hùng lao động đã được trao hết cỡ, nhưng rồi chiếc diều đã đứt dây hàm đưa Huệ lên cao thì cũng chính hàm đưa Huệ tụt xuống. Cuộc thí nghiệm khoán ở đâm phong của hàm làm hàm mất chức bí thư tỉnh ủy và Huệ cũng mất hết các chức ủy viên này nọ. Người ta cất Huệ vào kho tỉnh hội phụ nữ, chuyên đi phổ biến chủ trương sinh đẻ có kế hoạch. Mười năm sai chồng đúng độ tuổi xuân xạo sự khát khao, một người mạnh mẽ như Huệ chủ động tiến công tình dục Vũ Hùng, vậy mà suốt thời gian đang lên, sức ép của danh vọng đã chế ngự hoàn toàn. Tấm thân đẩy đà căng phòng của Huệ bị trói nén lại. Thế mới biết ý chí là ghê gớm. Chả lẽ anh hùng lao động vợ tướng ngoài chiến trường lại ở nhà có chuyện nhăng nhít với ai được ư mà cũng không ai dám đến với đối tượng này. Huệ thật sự đợi chồng, mong chiến tranh chấm dứt để chồng về, cuộc sống đời thường, hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ. Ngược đường với Vũ Hùng xa bác thì Lan Viên lại vào Nam. Hai người này xưa bao năm gắn bó díu dít mà sao số phận giờ tách cách xa ngược chiều. Lan Viên đi tìm chồng. Hòa bình bao người đi Nam chiến đấu đều đã lục tục trở về. Sao chồng Viên bạc vô âm tín Phong vào nội đô Sài Gòn rồi sang Pháp theo con đường của ngành tình báo mật nên không có cơ quan bạn bè nào biết. Viên đã chạy các cửa ở Hà Nội, nhưng người ta đều lắc đầu. Khổ thân Viên, Phong đã sang Pháp mấy năm lấy vợ có con rồi mà Viên vẫn không hay. Không phải Phong không muốn nhắn tin cho Viên, nhưng vì chiến tranh, trời Âu Á xa cách, hai chế độ xa cách, ngạch tình báo cách xa, chiến xe hàng liên vận đưa viên đến sài gòn vào một chiều mưa viên lúi húi chúi dưới mái hiên nhà đại lộ tìm phong ở đâu bây giờ viên đến văn phòng hội mỹ thuật thành phố phong là họa sĩ vậy chắc phải công tác ở nơi này cả văn phòng chả ai biết phong họ chưa hề nghe tên không có họa sĩ nào như thế viên xuất trình giấy tờ ảnh sổ lý lịch cũ của phong những người họa sĩ ở r chiến khu miền Nam này chưa từng ra Bắc tập kết, nên vẫn không biết. Tuy nhiên, vì tình nghề nghiệp, vì trách nhiệm với vợ đồng đội, họ hứa đi tìm. Họ phân cho viên một gian phòng nhỏ làm chỗ tá túc trong thời gian ở đây. Bơ vơ giữa Sài Gòn cả tháng trời, viên vẫn chưa lần ra đầu mối. Vô vọng. Chưa tìm được chồng thì viên đi tìm người quen cũ, bạn gái cũ, lệ diễm, Lệ Diễm cùng gia đình di cư vào Sài Gòn năm 1954, hỏi thăm qua một vài đầu mối. Viên xuất hiện trước cửa hàng vải lụa của gia đình Diễm ở phố Đồng Khởi, tên cũ là phố Tự Do. Cửa hàng lớn hơn cửa hàng lụa truyền thống của gia đình ở phố Hàng Đào xưa. Diễm đẩy đà khác trước nhiều, nét mặt tiểu thư quý phái, và Diễm ghen tị lan viên trông vẫn như thiếu nữ son trẻ chẳng khác xưa là mấy vẫn dáng người thanh mảnh bay bồng. Các con diễm lít nhít khoanh tay ra chào dì viên. Diễm đuổi con lên tầng trên, dành hẳn tầng hai để quấn quyết cùng viên cả ngày cả đêm. Hai mươi năm xa nhau, hai mươi năm đầy những bước ngoặt quyết định đường đời. Mỗi người giờ một ngà, đôi chim non xíu xít của trường Đồng Khánh xưa. Một đứa con quan huyện, một đứa con bà chủ tơ lụa hàng đào hai đứa kiêu căng quý phái và cùng đẹp xinh nhất lớp. Áo dài trắng, tóc thể ngang vai, cặp sách chăm sỏ xe đầy hoa hồng. Hai đứa hai chiếc xe pơ sô đạp trên đường phố như đôi chim trắng bút đang bay. Đôi thiên thần của tuổi thiếu nữ. Số phận diễm khá bình an, lấy chồng là công chức đẻ con. Nhưng đến giờ cũng không bình an nữa rồi, chồng diễm là công chức cao cấp của ngụy sài gòn bây giờ phải đi học tập học tập sao cái từ nhẹ nhàng thế việt cộng khôn thật không muốn xúc phạm đối phương thực ra là bị bắt đi tù người của quốc gia thua trận bị bắt đi tù cũng là lẽ thường tình muôn thuở trên đời oán hận được ai lệ diễm ôm viên khóc còn viên cũng khóc cho số phận cô đơn tìm chồng của mình Ít ra thì, hai mươi năm qua, Diễm đã sống bình an hạnh phúc, còn với Viên, hai mươi năm qua, toàn là sông bão. Thôi, quên hết mọi khổ đau để tồn tại, hội ngộ là vui rồi. Lệ Diễm gọi điện thoại cho Vũ San. Làm sao có thể vắng Vũ San trong cuộc hội ngộ này? Vũ San anh ruột Lệ Diễm như người anh chung của đôi chim non đồng khánh ngày xưa và cũng không phải không mong manh một ý tưởng viên sẽ là chị dâu của diễm ý tưởng thì có nhưng nó mong manh quá nên đã tan nhòa theo mây khói một gợn gió nhẹ đủ làm nó tan chỉ còn lại một chút kỷ niệm tình đầu mơ hồ lãng mạn đẹp đến kỳ diệu của tuổi cắp sách tuổi hồng thiếu nữ nó không cầm được trong tay nhưng thành ngôi sao riêng li ti lấp lánh cuối trời nhìn kỹ mới thấy nhưng không bao giờ tắt vũ san tóc chớm điểm bạc nhưng trông vẫn phong độ chàng đồn trường trẻ măng bị vũ hùng bắt ở thuận an ngày xưa đã được cứu do ý nguyện của viên truyền đạt qua vũ hùng vẫn biết ơn viên không có viên ngày ấy chắc san đã chết lính của hùng có thể bắn chết san để trả thù cho các đồng đội bị hy sinh cũng đúng thôi vậy mà san đã sống do vũ hùng bố trí vì thế san đã trốn thoát về hà nội bỏ binh nghiệp rồi di cư vào nam công của viên như trời biển với san công của vũ hùng cũng như trời biển với san nhưng cũng chính cái đậm tác cứu san ấy đã là một nguyên nhân để hạnh phúc của hùng và lan viên tan vỡ Niềm vui của người này là nguyên nhân đau khổ của người khác, đời oái oăm là thế đấy. Trong cải cách, người ta sờ đến động tác cứu san của Hùng và suýt quy tội gián điệp cứu đầm đội. Chính cú đòn sắp xa ấy đã khiến Hùng phải tự cứu mạng mình bằng cách ly dị lan viên để lấy người cùng sai gấp. Mạng mình là trên hết đã, rồi sau mới đến tình yêu, có cứu được mạng mình thì vũ hùng mới trở lại được vị trí chỉ huy trưởng tình đội rồi sau đó hồm sám thuận an trẻ tuổi tài ba mới được cử đi học viện quân sự cao cấp đào tạo thành tướng chiến lược chỉ huy một quân đoàn tiến công giải phóng sài gòn các tính toán đường đời đều khôn ngoan một cách bản năng chỉ có điều hậu quả phụ của nó thì vô cùng đau đớn Vũ San gặp Lan Viên như là gặp một ân nhân. Quên chuyện đó đi, em không thích nói đến chuyện nó nữa. Viên gạt đi một cách hồn nhiên. Nụ cười san gượng gạo không còn nét kiêu hãnh ngày xưa, một nét sầu nhuốm trên gương mặt ưu tư. Chị Hạ Trang vợ anh San trước làm sở Mỹ, Diễm nói, quen thân với sếp Mỹ, ngày 30 tháng 4 năm 75, chị Hạ Trang được Mỹ cho đi di tản theo Mỹ. Chị đã bỏ hết chồng con sách vali một mình lên máy bay. Đời là thế đấy Lan Viên ạ. À. Tình nghĩa có là cái gì đâu so với quyền lợi. Mình hoàn toàn không ngờ chị Hạ Trang lại như thế. Từ xưa chị là người hiền thuộc chăm sóc chồng con. Đằng sau cái hiền thuộc kia là một làn sóng ngầm của chủ nghĩa thực dụng. Khi có điều kiện, bản chất thật của con người bộc lộ, cả cái thành trì nghĩa tình gia đình bao năm đã bị đổ tan tành chị lấy cớ ở lại việt nam sẽ xử tội những người cộng tác với mỹ chị chỉ là nhân viên văn phòng ở sở mỹ việt cộng ai người ta làm gì chị theo thằng xếp mỹ hóa ra từ trước chị và nó đã có tình ý với nhau chờ cơ hội của chiến tranh cho phép họ đã thực hiện điều thác loạn phi đạo đức đời này giờ còn tin được ở ai nữa, đến chị Hạ Trăng hiền thuộc mà còn như thế. Vũ San cắt lời diễm. Thôi, không cần nói thêm nữa. Anh không có điều gì phải cần chia sẻ cả. Cuộc đời mà, không có Hạ Trang thì anh có chết đâu, anh vẫn sống được. Vui lên đi. Ba anh em mình bây giờ đều lẻ chiếc. Chiến tranh đã làm nên thế, nhưng ta phải vượt qua không chịu gục ngã đầu hàng. Vũ San chàng trai hào hoa có tâm hồn nghệ sĩ, có thể thành họa sĩ, cũng có thể thành bác sĩ. Nhưng cuộc đời xếp bất đắc sĩ vào nghề cầm súng. Thoát chết đã yên phận làm công chức hạng chung, ngạch hành chính ở Sài Gòn. Tưởng đã yên thân, ai ngờ cú sốc gia đình này làm San chỉ còn là cái xác vật vờ. Làm sao thổi được linh hồn vào cái xác ấy? chiến tranh kết thúc việt nam muốn đi vào quỹ đạo quốc tế bình thường pháp là nước tư bản đầu tiên muốn khai thông quan hệ với việt nam và tất nhiên liên lạc thông tin đi đầu bây giờ người ta có thể dán con tem thả xuống thùng thư ở paris và lá thư sẽ có cánh tự nhiên bay về hà nội có lẽ lá thư của phong là lá thư lịch sử mở màn cho quan hệ bưu chính viễn thông đó phong tạ tội với lan viên tự xỉ vả mình không xứng đáng với tình yêu của lan viên phong tự nhận mình đã quá hèn yếu tầm thường bị hoàn cảnh xô đầy thúc ép nên đành mắc tội mất tình người với lan viên viên hãy tha thứ cho phong viên hãy đi tìm một tình yêu xứng đáng khác và quên đi một thằng khốn nạn là phong thưa các bạn đức vĩnh được gắn số tù năm 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 ở phòng giam sơ sài mái nứa cửa nứa tường đất trộn rơm trại giam trống hoác ngoài cùng là những hàng thép gai bao quanh với các tròi canh và núi đồi trùng điệp đã có lúc anh định trốn chạy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ở đây còn hơn vì dù sao vẫn còn được húp cháo đức vĩnh tự an ủi mình rằng cứ yên tâm cải tạo rồi sẽ được tha tù. Còn Trung tướng Vũ Hùng, sau 10 năm vào chiến trường chỉ có nắng, lửa, bão đạn. Hòa bình lập lại anh trở về thị xã Thanh Đô, nơi có ngôi nhà ngói Ba Gian cùng Huệ, vợ anh, đang sống. 10 năm xa chồng, Huệ đã nén chặt tình cảm riêng tư để hết mình vì phong trào hợp tác xã. Và cũng chính phong trào ấy đã đưa Huệ đến với thành công, đến với danh hiệu Anh Hùng Lao Động ngọn gió đang đưa cánh diều thu huệ lên tận mây xanh, thì cuộc thí nghiệm khoán ở xã đồng phòng đã làm huệ mất hết danh dự. Mười năm lấy chồng, bây giờ huệ mới có điều kiện để thực hiện trách nhiệm của một người vợ. Trong khi đó thì Lan Viên, người mà Vũ Hùng thầm yêu, lại đang khăn gói lên đường vào nam tìm chồng là Phong. Những người đi chiến đấu đều đã trở về, vậy mà Phong vẫn bật vô âm tín chồng chị có gặp chắc trở gì trên đường ra bắc không bây giờ qua giọng đọc của vân anh mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết cuồng phong của nhà văn nguyễn phan hách có lẽ lá thư của phong lịch sử mở màn cho quan hệ bưu chính viễn thâm đó phong tạ tội với lan viên tự xỉ phả mình không xứng đáng với tình yêu của lan viên phong tự nhận đã quá hèn yếu tầm thường bị hoàn cảnh xô đầy thúc ép nên đành mắc tội mất tình người với lan viên viên hãy tha thứ cho phong phong đã lấy vợ ở paris được mấy năm rồi viên hãy tìm một tình yêu xứng đáng khác và quên đi một thằng khốn nạn là phong đến chít, phong vẫn không dám quên ơn trời biển về sự tha thứ của viên lan viên đọc thư lệ đặc quánh lại như sáp không rơi xuống được cảm giác đồng sản giống y ngày xưa được viên vũ hùng đã lấy cô bần nông thu huệ sự lặp lại khủng khiếp của số phận lan viên con người lan viên có thể tan ra thành nước được không viên đem thư cho lệ diễm đọc rồi vũ san đọc ba người đang cùng đồng cảnh cần sự an ủi chia sẻ lan viên ở hàng ngàn lệ diễm một năm cô đã xin nghỉ không ăn lương ở cơ quan hội mỹ thuật ngoài hà nội cô đi tìm chút nắng ấm phương nam sưởi ấm cho trái tim bị băng giá bản năng sinh tồn mắc bảo con người ta phương án hành động tối ưu hai cục thủy ngân gần nhau tự biết trôi tụ lại làm một một năm là ngắn nhưng khởi nguồn đã có từ lâu ngôi sao ký ức cuối trời mờ chìm bây giờ vụt sáng lóe không có gì ngăn cản vũ san và lan viên xích lại gần nhau không có lễ cưới xin gì cả không muốn bẽ bàng lắm rồi lan viên xách vali đến ngôi nhà mênh mông phố hồng thập tự của vũ san để ở và chính lan viên đã thổi hồn vào cái xác vũ san chuyến xe hàng chở đồ từ Hà Nội vào có gần 100 bức sơn dầu của Phong được bọc kín trong giấy ni lông. Vũ San chọn vài bức trang trí trong các phòng. Những năm 90, khách du lịch quốc tế bắt đầu đến Việt Nam. Họ phát hiện ra mỏ tranh chưa khai thác. Họ đã mua những mảng hình ảnh Việt Nam, tranh Việt Nam bắt đầu được biến thành hàng hóa có giá trị đô la. Lan Nhiên gửi thư thông báo cho Thuần Phong ở Paris Phong Phúc đáp, toàn bộ số tranh đó cũng chưa đồ để chuộc lỗi của anh với em. Anh tặng em tất cả. Em hãy bán đi để lấy tiền sinh sống. Hãy nhớ tất cả những bức tranh đó anh vẽ bằng màu và vài so cách mạng cho, không được quên ơn. Nhà Vũ San suốt vài năm sau đấy trở thành một gallery nhỏ. Các du lịch phương Tây ra vào năm trăm đô la một nghìn đô la hai trăm đô la họ thản nhiên mặc cả nghệ thuật cũng phải đo đếm bằng tiền các bức tranh đã được đem về châu âu và vô tình một lần phong được trông thấy nó trong một phòng khách của một người quen anh bảo ông đan và ông lâm đó là một đoạn đời của em là tình sử của em ngày tháng năm camera thực hiện trường đoạn người ra tù dài 10 phút. Năm 1983, Đức Vĩnh mãn hạn tù sau 8 năm. Bến ô tô thị xã Sơn Cước nước vàng hôm ấy có một ông già tóc bạc, tay sách túi vải, trông cô đơn nhỏ bé. Nắng quái chiều hôm đổ bóng núi trên bến sòi đỏ quạch đầy lá bánh rác rưởi Chiếc ô tô hàng lở loét cấp cái thở hồng học trong nỗi vất vả quá sức đường trường đi đâu đấy lão già nhà quê có tiền mua vé không thằng lơ xe du côn hỏi dạ tôi về hà nội ở đây vào rừng đào củ mài mà ăn chứ về hà nội làm cái gì hà nội giờ người đâm nhung nhúc đang xếp hàng cả ngày mới mua được vài cân bo bom mì sợi kia kìa nhưng tôi có việc về hà nội ông già nhà quê nhũn nhặn cười sao Thế sự vần xoay thế nào mà một cử nhân Tây học tiếng Pháp như xó chi huyện phó tỉnh trường, giờ lại biến thành lão già nhà quê, chỉ đáng vào rừng đào củ mai. Đến chuyện lên chiếc ô tô cà tàng này về Hà Nội cũng bị người ta cho là nghịch cảnh. Đức Vĩnh ngồi nép hàng dưới, ghế xe độn bao tài sắp nảy, không dám ngồi cả trên hàng ghế trên bọc vài giả Xa thân phận mình giờ là thế đấy tên lơ xe thương hại ngồi lên đây bố già xe vắng mà nói đùa thế thôi chứ ai làm gì bố Đức vĩnh khép nét bước lên xe chuyển bánh thị trấn sơn cước nước vàng vồn vụt trôi qua cửa kính tám năm là bao nhiêu ngày tại sao số kiếp dòng họ nguyễn đức lại là tù tội ông đức nguyên ngang ngạnh thì đi tù đá đành còn ta xăm sắp hiền lành, sao vẫn cứ bị đi tù. Thế cờ nước đời có hai phe, phe A và phe B. Bố mình bị phe A bỏ tù, còn mình thì bị phe B bỏ tù. Không chạy đằng nào thoát khỏi số phận. Xe về đến Hà Nội vừa chập tối bến xe Hà Nội cũng bần thiểu nhếch nhác chẳng kém bến xe nước vàng. Bọn du côn đứng bến nhan nhàn, bọn móc túi cướp giật ngẩn ngang, ngoảnh đi ngoảnh lại lão già nhà quê bị chúng giật mất túi sách đức vĩnh không tiếc khốn nạn gia tài của thằng tù còn có cái gì nữa ngoài bộ quần áo rách mà cũng khốn nạn cho bọn trộm cắp rước quần áo rách của thằng tù về nhà làm gì cho nó sái đức vĩnh bước lang thang trong thành phố vừa lên đèn hạ thành hoa lệ ngày xưa bây giờ xuống còn là những phố chợ ô ngăn ổ chuột nó cũng xuống gấp như đời mình đức vĩnh vội lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ấy ý nghĩ đáng bị triệu tập trở lại trại nước vàng nghỉ dưỡng một khóa tám năm nữa không được nghĩ vớ vẩn mà chết oan phải xác định thế này hà thành ngày xưa hoa lệ với bọn tư sản giàu sang còn dân lao động thì chui rúc trong nhà ổ chuột hà thành ngày nay là thành phố của người lao động làm chủ sống giản dị cần kiệm các biệt thự chia ngăn ra nhiều ô để phân đều cho dân lao động. Nội thành sát cánh cùng bà con ngoại thành, dân lao động nội thành cũng sống dân trồng lúa ngoại thành, nếp sống hệt nhau, lao động là niềm vui lẽ sống, buôn bán là gian thương sống xa và phải bị tiêu diệt. Các cửa hàng cửa hiệu sầm uất là biểu tượng của kinh tế tư doanh đã bị diệt hết vì nó trái với lý tưởng của chế độ thành phố giờ là thành phố lành mạnh của người lao động lão già nhà quê đi giữa đường nhựa mà không sợ ô tô chẹt làm gì có ô tô làm gì có luật giao thông có đứng đái giữa phố cũng sẽ giống như đứng đái ven đường nhà quê chẳng ai bảo gì đến bờ hồ gươm đức vĩnh dừng lại nghỉ vô tình tựa lưng vào cây lộc vùng cổ thụ dù dây hoa lướt thướt xuống mặt hồ Đức Vĩnh giật mình nhận ra đó chính là cây lộc vừng mà mấy chục năm trước khi còn là chàng trai học trường Ambasaro, ông đã nhiều lần hò hẹn bạn gái ra đây. Cây lộc vừng vẫn thế, y nguyên không suy xuyển, tưởng như vẫn những chiếc lá của nửa thế kỷ trước, vậy mà mình đã tàn tạ thế này lão già nhà quê nhầm số tiền lộ phí trại tù cho trong túi, gọi một cuốc xích lô về 15 bis quán thánh. Chiếc xích lô đêm lọc sọc, bác lái rách dưới, gợi cảm giác ấm cúng đồng cảnh với Đức Vĩnh. May quá, suốt cả ngày nay ế hàng, chưa có cái gì vào bụng, đói run cả chân tay. Cứ đinh ninh đêm nay phải nhịn đói, Bác Xích Lô nói, gặp ông chỉ mong ông cho mấy hào đủ ăn bát phở không người lái thôi. Bác lái ra giá quốc xe. Không người lái là phở gì? Đức Vĩnh hỏi. Cảm giác sợ giá tiền loại phở tên gọi siêu hình này vượt quá số tiền lộ phí trại tù cho. Là phở không có thịt giá rẻ lắm, ba hào thôi bác đừng lo. Thôi được, tôi cũng chỉ có đúng chín hào trong túi, chiếc xích lô loạn trọng lăn bắn lầy bầy không lăn nổi. Người đạp đói mệt quá, không đủ sức. Kiểu này còn chậm hơn cả đi bộ. Đức Vĩnh Hiểu đưa chiếc số tiền ba hào cho người lái. Ông vào ăn phở không người lái cho no đã mới đạp được. Đây lên 15 bis quán thánh xa đấy. Bác lái cầm tiền run run. Ở hiệu phở xa trông ông nhanh nhẹn tươi tỉnh hẳn lên quay bàn đạp véo một cái rất khí thế thế là tôi sống được từ giờ đến mai rồi hôm nay phở có hai hào thôi còn một hào xong cuốc xe này tôi sẽ đến cửa hậu chợ đồng xuân ở đấy có mấy con điếm sách kiêm nghề móc túi chỉ một hào là bắt nó đứng tựa vào gốc cây xó tối thích lắm hay là hai anh em mình đi xe thẳng đến đấy gọi hai con cho vui đi bác lái dù mấy khi có dịp từ quê ra Hà Nội tội gì không chơi không hưởng thụ. Đức Vĩnh ngậm ngùi. Cảm ơn ông dụ, nhưng để khi khác, bây giờ tôi phải về 15 bis quán thánh đã. Chiếc xích lô được nạp năng lượng hai hào phở đi băng băng. Đức Vĩnh bước xuống ngờ ngợ. Đúng là nhà đây rồi, vẫn hàng rào sắt ngày xưa, cánh cầm sắt ngày xưa, nhưng đã siêu vẹo mục nát, han gì, vá víu chẳng buộc bằng dây thép gai. Đèn đường lờ mờ, còn trong nhà thì tối om không có chuông. Đức Vĩnh gõ cánh cầm, gõ chán chẳng thấy gì đành gọi. Chú Hàm ơi! Tiếng gọi rụt rè không muốn làm thanh động hàng xóm. Đức Vĩnh kiên trì hết gõ lại gọi, bên trong vẫn như nhà hoang vắng trộm một cậu tự vệ khu phố đi tuần đêm hất hàm hỏi ông già ở đâu có việc gì ông hàm chủ nhà này đã báo cáo với khu phố tối nay cả gia đình vắng mặt trưa mai mới về đức vĩnh vâng xạ cảm ơn rồi rút lui hà nội đêm bơ vơ đức vĩnh tìm một quán trọ ngoài ga tất cả trải chiếu trên sàn đất ngủ đàn ông đàn bà lẫn lộn mấy mộ buôn lông gà lông vịt trẻ trai đồng nát, mấy ông già mồ tầm quất, mấy bác xích lô ba gác, mùi người hôi thối tanh tuổi. Đức Vĩnh nằm trần chọc, nền quán trọ cũng giống hệt nền nhà tù nhớp nháp tầm lợm, nhưng đừng đòi hỏi cao. Ta giờ địa vị kém cả mấy lão già mồ tầm quất kia buồn bã cái nỗi gì. Sáng hôm sau Đức Vĩnh lại lang thang chờ giờ chưa hàm về, ông già nhà quê đi qua khu trường Ambesaro trước cửa sinh toàn quyền thừa trước. Sợ gì ta có giấy mãn hạn tù cải tạo tốt, ta là người được tự do. So. Vậy đi qua đây được phép. Đức Vĩnh ngắm ngôi trường quá khứ, kiến trúc cũ vẫn y nguyên, một dãy chạy xài, mái đỏ lô nhô. Những hoa văn đường cờ cửa sổ, biển hiệu đề là trụ sở cơ quan tư tưởng. Vĩnh giật mình, cái cơ quan này nó tài lắm, kỳ lạ, phụ trách chỉ đạo thay đổi được cả ý nghĩ của loài người. Vĩnh nhìn chen trong bóng hình các cán bộ thấp thoáng là bóng hình thằng bé An Nam quần sóc trắng con quan huyện đang nô đùa cùng lũ con Tây. Thằng bé An Nam học xoài vượt điểm bọn con Tây. Thằng bé đi vòng vèo đoạn đường đời thế nào mà giờ thành lão nhà quê nhút nhát đứng nghiêng ngó ngôi trường cũ thế này đức vĩnh xa bờ hồ tây ngồi xương răng mổ mịt chim sâm cầm bay xa xa một con bé bưng mẹt đến bán xấu chín gọt thành vòng một xu mười vòng xấu dụng trên đường quán thánh con bé nhặt về đem bán đức vĩnh nhấm vị xấu chua chua chát chát ngọt ngọt vị đời bờ hồ tây vắng hoe Hình như cả Hà Nội còn đang bận đi làm, chỉ có mỗi ông già vừa ra tù là rỗi rãi đến đây ngắm sóng ngắm xương. Đúng giữa trưa, Vĩnh trở lại 15 bis quán thánh. Ban ngày, trong ngôi nhà rõ hơn tối hôm qua, vẫn cây hoàng lan, hoa vàng rượi thơm nức, mái ngói siêu vẹo, tường rêu mốc, những cánh cửa sổ mục nát che chắn vá víu. Một vầng nắng khoe trên chiếc sân nhỏ đầy lá khô đức hàm ôm chầm lấy anh khóc hu hu hai mái đầu bạc cực gội một lúc bác hàm gái vội vàng cầm nắm tem phiếu đi mua thịt đậu nhà vắng hoe chỉ có hai người thằng trung còn đang làm nghiên cứu sinh phó tiến sĩ kinh tế học tại liên xô có bằng rồi còn ở lại buôn bán quần bò áo phông bắc hàm gái nhóm bếp than tổ ong nấu cho đức vĩnh một nồi nước lá hương nhu chanh bưởi để tẩy mùi tù tội trên người đức hàm đem ra bộ đại cán anh mặc bộ quần áo này cho hòa nhập đây là trang phục của cán bộ đi đâu người ta mới không để ý bộ này em vẫn mặc hồi làm bí thư tỉnh ủy đức hàm soi trong gương lạ thật trong mình lập tức không đến nỗi nào ngay Mái tóc điềm bạc, gương mặt trở về nho nhã, điềm đạm, chứ không còn là nhút nhát sợ sệt như trước nữa. Thư sản một ngày một đêm, sắc diện Đức Vĩnh đã trở lại bình thường. Tám năm tù đầy lùi vào dĩ vãng, hai anh em ngồi trên san lông nhấp ly rượu nếp quê. Không có thông tin gì mới lạ trao đổi, vì Hàm vẫn thường xuyên cùng Lan Viên Vũ Hùng vào thăm Vĩnh. Nói của đáng tội. Nhờ được phép nhận quà thăm nuôi từ Mỹ gửi về, trong tù Vĩnh sử dụng các nhu yếu phẩm, hàng made in Hoa Kỳ xịn, tiêu chuẩn còn hơn mọi người bên ngoài. Hàm làm sao có sữa bột xá 100 đô la một hộp như Vĩnh, làm gì có thuốc lá ba số hút đều đều. Chỉ có rượu Mark là tù nhân không được uống mà thôi. Vĩnh cầm nhận. Tù thì cứ là tù, thua trận thì phải đi tù, nhưng cách mạng thật nhân đạo do cung cúc ngoan ngoãn thành tâm cải tạo nên tôi không hề bị đánh đập hành hạ gì. Chỉ thời gian đầu chưa có chế độ thăm nuôi, phải ăn sắn trừ bữa là khổ. Còn sau, cứ như đi ăn sữa ấy. Lao động hàng ngày chính là tập thể dục thể thao. Những cười khà khà tiếu táo cho qua chuyện không nhắc đến những ngày tủi nhục. Mẹ mất năm 1976, lúc đó anh đang ở trong tù và tình hình địch ta vẫn còn căng lắm, hẳn nói. Mà kể cũng lạ, chú bị vướng lý lịch của tôi mà vẫn tiến bộ như thế. Hồi tôi làm phó tình trường Phan Rang, cơ quan mật vụ của phủ tổng thống cũng có đặt vấn đề. Tôi có một người em ruột làm chức vụ to ngoài Bắc. Ông Thiệu Gạt đi, ông nói, đất nước chia làm hai trận tuyến, anh em ruột đối đầu nhau là chuyện thường căn bản là cá nhân ấy phục vụ trung thành cho chế độ nào. Việt Nam Cộng Hòa thừa biết Đại tướng Dương Văn Minh có em ruột là Đại tá quân đội miền Bắc. Tướng Phạm Ngọc Thảo cũng có em ruột làm to ở Hà Nội. Nhiều nhiều lắm. Nói chung, phe bên này thông cảm chuyện đó. Trường hợp của em là đặc biệt. Lý lịch của em được đổ son vào là nhờ cụ cả cô và ông nghè duy tân bằng ấy thứ đủ đánh bạt đi cái vết người anh lầm đường theo địch. Ông Thanh Quang, người diều sắt em đi theo kháng chiến hồi cải cách, có bị khốn đốn một chút nhưng sau đấy làm to trong ban tổ chức trung ương. Ông ấy nâng đỡ em nhiều. Tuy vậy khi em tự phát khoán sản cho xã viên bị kết tội là phá hoại phong trào hợp tác xã nông nghiệp, cũng có người đặt vấn đề về lý lịch của em. Ông Thanh Quang lo lắm đến nước ấy không bảo vệ được em nữa nhưng không cần em làm em chịu em thẳng thắn trình bày tất cả sự thật và vui lòng mất chức bí thư tỉnh ủy Thanh Đô về làm chuyên viên nghiên cứu ban nông nghiệp trung ương tự ở trong tù nhưng có đọc báo chí nên biết hết tình hình bên ngoài cái gọi là tự phát khoán sàn của chú thời xưa 1969 1970 bị kỷ luật thì đến năm 80 là phong trào khoán 10 phá vỡ cấu trúc hợp tác xã nông nghiệp, giao ruộng cho nông dân tự làm và trở thành đúng đắn, làm hồi sinh nền nông nghiệp nước ta. Vậy sao từ năm 80 chú không được tính công là người khai sáng mở đường và phục chức cũ? Em đã đi trước thời cuộc cầm đèn chạy trước ô tô, ô tô nó không cán chết cho là phúc đấy lịch sử chưa chín mùi để làm việc đó mà mình làm trước, mình phải chịu tai nạn là đúng. Cũng như bố mình làm duy tân chưa đúng bối cảnh nên phải đi tù. Chỉ có lịch sử có đời sau ghi công cho mình thôi, chứ bánh xe lịch sử đương đại nó lăn là tuần tự như tiến, cá nhân mình đâu là cái gì mà nó phải tính toán. Thực tình thì tôi cũng không hiểu cái khoán sàn của chú với cái khoán 10 sau này có gì khác nhau không. Nội dung đúng khít nhau 90%. Nhưng thôi ta đừng nói đến chuyện này phức tạp lắm, nhức đầu lắm. Bây giờ ta cần thư giãn, cần vui nhiều hơn. Hàm gọi điện thông báo kế hoạch cho Vũ Hùng ở thị xã Thanh Đô, gọi điện vào Sài Gòn cho Lan Viên ra thạch sai trang để đại đoàn viên trong khi chờ đợi viên ra chưa kịp, Hàm và Vĩnh đi xe khách về Thanh Đô. Ba ông xà, Hàm, Vĩnh, Hùng muốn được ngồi bên nhau sau chặng đường đời. Nhà Vũ Hùng trong khu ngoại ô giờ mới được xây dựng lại. Vườn rộng cả ngàn mét có ao sen vườn cổ thụ. Ông tướng hai sao về hưu thích cảnh điển viên, trầm trúc vàng nuôi chim bồ câu chăm chút bonsai phút gặp nhau không ngờ có màn tướng hùm xám xướt mướt ôm ông già ra tù khóc nức nở tám năm trước tháng tư năm bảy mươi lăm họ bắt nhau ở phan rang còn bây giờ ôm nhau khóc thật là mâu thuẫn ba ông già ba số phận ngồi bên chai nếp cái hoa vàng và nhờ rượu để tẩy hòa đi những ký ức đau buồn nhờ rượu mua lấy những cảm xúc hồn nhiên vô tư gắng gượng hàn gắn những sức mẻ đường đời. Người đàn bà phục vụ cho bữa rượu của ba ông già, Huệ. Người đàn bà sắt đá trong cải cách ruộng đất và sau đấy là con chim đầu đàn lừng xanh trong phong trào hợp tác hóa. Huệ đã già, bà già nhanh hơn tuổi. Bà thành một người khác, trước kia năng đậm sôi sục hăm hở tiến công bao nhiêu thì giờ hờ hững bàng quang uể oải thế nào cũng được bà sống bình dị ẩn mình chăm chút trồng hoa tưới cây cùng chồng hình như ký ức của bà phai lạt hết quá khứ đi vào sương mù bà không nhớ hay không muốn nhớ nữa bà không phải là cô huệ ngày xưa không phải là cô chủ tịch cô chánh án cải cách ruộng đất xã đâm phong là điển hình của phong trào hợp tác hóa nổi xanh toàn quốc bà nhìn hàm bằng cặp mắt mờ đục như người xa lạ quên đứt ngày ấy bà và Hàm là cặp bài trùng sát cánh bên nhau làm nên sự nghiệp lớn. Hai người có duyên phận công danh với nhau. Vậy mà sau bao nhiêu năm, bây giờ họ cùng muốn quên nhau như chưa hề có chuyện đã qua. Bà Huệ bưng bát bốn sáu măng cho Hàm, ánh mắt nhìn nhau lạnh lùng vô cảm. Hàm cắn sợi bốn măng khen ngon. Tôi vào Sài Gòn chưa 30 tháng 4, vũ hùng uống ly rượu thứ tư trong ba người ông uống nhiều hơn cả mặt không đò vẫn tỉnh táo hồn nhiên hóa cuộc hội ngộ ông cố làm ra vẻ máy móc cứng nhắc khô khan đơn giản vô cảm để giảm bớt cái ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp mặt giữa ba người đàn ông với các số phận đã trải qua trong nửa thế kỷ bão tố cuồng phong ông dương văn minh thời điểm ấy thực ra cũng khá thức thời ông tiếp chủ trương đầu hàng chứ không quyết chiến tử thủ. Nếu tử thủ thì Sài Gòn sẽ tan nát, quân giải phóng như nước vỡ bờ nhất định sẽ đập tan sự chống cự của đối phương, và như thế thì bão táp của súng đạn sẽ khủng khiếp biết chừng nào. Suốt bao năm tôi ra sống vào chết, được cụ cả cô và cụ nghè nguyên thương che chở cho, súng đạn vây quanh mà chỉ một lần bị suốt sẹo đầu. Âm phúc nhà mình lớn lắm, Vũ Hùng cười khà khà vuốt râu. Giờ đây, Hùng để dâu, dâu khá dài, đẹp. Dâu làm gương mặt ông già đi nhiều, nhưng thân hình trông vẫn tráng kiện. Hàm đề nghị Vũ Hùng cho xem những huân chương quân công mà ông được thưởng trong cuộc chiến tranh. Hùng ngượng nghịu không muốn, sợ mắc tội khoe khoang, nhưng Hàm cứ khăng khăng đề nghị. Huệ bưng ra chiếc hộp sơn mài to, một đống lấp lánh vàng chóe, bằng này phải có hai cái áo đại cán mới treo hết. Hùng đi Nam chiến đấu ngay từ những năm đầu chiến tranh, đã đánh bao nhiêu trận không thể nhớ hết, đánh một lèo 10 năm đến đại thắng mùa xuân năm 75 là kết thúc, những tấm huân chương kể lại các chiến công. Mong sao loài người chỉ có hòa bình, không có chiến tranh, chứ chẳng ai thích đánh đấm nhiều để mà chất đấm huân chương, Hùng nói. Nghĩ mình nói thế sai lập trường, Hùng lập tức bổ sung. Để tiến tới cái đích cực thịnh hòa bình, con người tất yếu phải trải qua giai đoạn đấu tranh khốc liệt và chúng ta cần phải xả thân cho sự nghiệp vinh quang ấy mà không được hối tiếc. Hai ông có xem thơ của ông Hùng nhà tôi viết không? Huệ hỏi. Thơ ư? Hàm ngơ ngác. Phải, thơ. Cả một quyển, toàn những bài chiêm nghiệm cuộc đời đúc rút chân lý đâu đem ra đây xem nào không huân chương thì xem được chứ thơ thì không cho ai xem đâu nhất là ông bí thư tỉnh ủy luôn uốn nắn tư tưởng người khác hùng chỉ hàm đùa ngày tháng năm nắng mới hắt lên bên song cửa rợi buồn tiếng gà chưa ngoài vườn sao xác nắng rưng rưng đất trời tinh khôi mới lạ Lan viên dạo qua ngôi nhà đại khoa cổ kính trong thạch sa trang. Tường nậm rêu phong màu thời gian, vẻ hoang tàn buồn rười rượi. Vườn đào trước cửa xà cỗi, còn sót lại chút hoa của mùa xuân. Thạch sa trang đã nhiều năm nay không có hơi ấm người ở cầm cửa cài then, chỉ thỉnh thoảng Đức Hàm về quét dọn. Lan Viên thì ở Sài Gòn, Đức Vĩnh thì đi tù, Lữ thì ở Mỹ, chung còn mải bận làm ăn. Lan Viên bước nhận nha, lá khô vỡ vụn trên những thềm đá sân đá. Có tiếng chim non kêu chiêm chiếp, Lan Viên ngẩn lên. Một tổ chim si trên mái đao cong của tòa nhà, chim bay sập xòe, mái đao to ngang mái đình làng như là biểu tượng của khí chất ngâm nghênh sầm họ nguyễn đức luật phong kiến xưa cấm dân làm nhà mái cong nhưng ông nghè nguyên cứ làm tất nhiên lúc ấy luật không còn nghiêm ngặt nữa nhưng người ta vẫn theo tập quán mái nhà thạch sa trang nổi bật giữa nền trời xanh với vườn cổ thụ hồ sen bến đá lung linh tâm hồn bậc chí sĩ yêu nước Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.